đại biểu, ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng các quý vị đã tới tham dự sự kiện Ngày hội Công nghệ vì Cộng đồng Technology for Good Day. Sự kiện ngày hôm nay đánh dấu sự hợp tác giữa Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, USA và Microsoft, đồng thời chào mừng Ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 với mục tiêu đem những công nghệ Microsoft hiện đại nhất, ứng dụng điện toán đám mây đến với các tổ chức trong hệ thống USA và các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận khác, hoàn toàn miễn phí để giúp các tổ chức đổi mới phong cách làm việc và thành công hơn. Thưa quý vị đại biểu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam rất vinh dự được đón tiếp quý vị tham dự sự kiện quan trọng này. Xin trân trọng giới thiệu tới tham dự sự kiện có Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bổ Lĩnh, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Về phía Liên hiệp hội Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Hải, Phó Chủ tịch Liên hội Việt Nam, đại biểu Quốc hội. Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Tiến sĩ Phan Tùng Mộng, Phó Chủ tịch Liên hội Việt Nam. Về phía Microsoft Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Quỳnh, Giám đốc khối khách hàng chính phủ và doanh nghiệp nhà nước. Bà Lê Hồng Nhi, trưởng phòng quan hệ cộng đồng. Tham dự sự kiện này, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có đại diện các cơ quan của chính phủ và nhà nước, đại diện các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận trong và ngoài nước, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Xin chào mừng quý vị đại biểu đã tới tham dự ngày hội hôm nay. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Tiến sĩ Nghiêm Vũ Hải, Phó Chủ tịch Liên hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa Phó Chủ tịch Liên hội Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kính thưa Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hội Việt Nam, kính thưa Tiến sĩ Phan Tùng Mở, Phó Tổng Phó Chủ tịch Liên hội Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia, thưa ông Nguyễn Bá Quỳnh, Giám đốc khách hàng chính phủ và doanh nghiệp nhà nước Microsoft Việt Nam, thưa tất cả các quý vị đại biểu, đồng chí đồng nghiệp, hưởng ứng ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 và chiến dịch Modern Landscape của Microsoft, hôm nay thì Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam phối hợp với Microsoft Việt Nam tổ chức ngày hội công nghệ vì cộng đồng tại Hà Nội. Trong sự kiện này, ban tổ chức sáng tạo công nghệ vì cộng đồng sẽ trao giải thưởng cho các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức trực thuộc Liên hiệp Việt Nam với những ý tưởng xuất sắc trong việc ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa công việc của mình. Với nội dung tập huấn về cách thức sử dụng bộ công cụ Office 365, dịch vụ điện toán đám mây Azure, giải pháp quản lý mối quan hệ khách hàng Dynamics CRM. Thứ hai, nó tổ chức cuộc thi sáng tạo vì công nghệ cộng đồng Tech for Good Foster Innovation nhằm khuyến khích các tổ chức nêu ra các vấn đề đang gặp phải và giải quyết bằng công nghệ, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ tổ chức. Và sự kiện thứ ba là ngày hôm công nghệ vì cộng đồng hôm nay nhằm giới thiệu rộng rãi về chương trình đến các tổ chức và cộng đồng hưởng lợi. Cũng trong ngày hôm nay, chúng ta tổ chức sẽ thông tin cao giải thưởng cho các đơn vị đã đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo công nghệ vì cộng đồng. Thay mặt cho thường trực và chủ tịch Việt Nam, đại diện ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ban tổ chức Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ các hoạt động của mình và rất có ý nghĩa như trên. Và chính xin nhân dịp chào mừng các quý vị đại biểu, các đồng chí và đồng nghiệp, và xin tuyên bố khai mạc ngày hội công nghệ và
vì cộng đồng. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Giới thiệu và kính mời phó giáo sư tiến sĩ Lê Bộ Lĩnh, phó tổng thư ký Quốc hội, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Xin kính chào tiến sĩ Phạm Hồng Tân, tiến sĩ Phan Hồng Bao, phó chủ nhiệm kinh nghiệm các bộ phòng công tác và hiện nay như anh em cùng anh em trong ban tổ chức, anh em toàn thể các quý vị tham dự ngày hội công nghệ trong tổng. Chúng ta đang nói đến cuộc cách mạng công nghiệp giúp cho chúng ta kết nối giữa các châu lục với nhau, kết nối giữa các cộng đồng với nhau, giữa các con người với nhau. Và có thể nói là cái ngày hội vì cộng đồng hôm nay cũng là một cái biểu hiện sinh động của cái việc đưa công nghệ vào cái sự kết nối và cái ý tưởng của Microsoft cùng với Busta hỗ trợ công nghệ để kết nối hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phi chính phủ là một cái việc hết sức có ý nghĩa và là một cái hướng đi và hết sức là tích cực và đúng cái hướng của cái cuộc cách mạng công nghiệp và là thứ tư. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói là đây là lần thứ cũng là lần thứ tư, chắc là tôi nhớ không nhầm, lần thứ tư thì chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam sau khi luật khoa học công nghệ sửa đổi Quốc hội thông qua năm 2013. Và cái ngày khoa học công nghệ này nó có một cái ý nghĩa, bởi vì lúc đó thì tôi cùng với anh Nghiêm Vũ Khải, lúc bây giờ là thứ trưởng bộ khoa học công nghệ, một bên là Trình, một bên là Thẩm Trang, cũng như là sự tham gia rất tích cực của anh Tân Lê Văn Hậu, các anh viên liên hiệp các bộ khoa học kỹ thuật Việt Nam, và đưa cái ngày 18 tháng 5 trở thành những ngày khoa học công nghệ Việt Nam, là cái ngày mà chúng ta biến cái công nghệ trở thành một cái niềm vui sáng tạo của toàn thể xã hội. Thì có thể nói là để chào mừng cái ngày khoa học công nghệ trong 4 năm vừa qua thì mỗi một cái dịp như vậy thì có thể nói là có rất nhiều các hoạt động để đưa các cái thành tựu khoa học công nghệ vào cộng đồng, đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống, ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống như là cái tinh thần của Quốc Hồ khi mà thăm cái tổ chức kỷ niệm khoa học kỹ thuật Việt Nam vào tháng 8 năm thì đấy là cái ý nghĩa của ngày khoa học công nghệ Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là với các hoạt động, với chuỗi hoạt động của Microsoft cùng với Busta trong thời gian vừa qua và những ngày công nghệ cùng đồng hôm nay là một cái biểu hiện hết sức là sinh động để chào đón ngày khoa học công nghệ Việt Nam. Và tôi cũng đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm xã hội của Microsoft phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ cho cộng đồng, trực tiếp là hỗ trợ cho hơn 100 tổ chức phi chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường cái sự kết nối và nâng cao cái hiệu quả hoạt động đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Và một lần nữa tôi xin rất là cảm ơn ban tổ chức đã mời và cho tôi được phát biểu và tham dự ngày hội công nghệ cộng đồng hôm nay. Chúc cho tất cả chúng ta ở đây luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui sáng tạo. Chúng ta cảm ơn. Sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu lắng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Bá Quỳnh, giám đốc khối khách hàng chính phủ và doanh nghiệp nhà nước Microsoft Việt Nam về điện toán đám mây phục vụ cộng đồng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Lê Bộ Lĩnh, phó tổng thư ký Quốc hội, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội. Kính thưa tiến sĩ Nghiêm Vũ Đại, phó chủ tịch hội liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Kính thưa quý vị, xin chào mừng quý vị đến với ngày hội công nghệ Technology for Good Day ngày hôm nay. The good, tôi xin được phép giải thích một chút xíu về cái ý nghĩa của từ này. Công nghệ đem lại điều tốt đẹp cho xã hội. Tập đoàn Microsoft, tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi được định nghĩa
và chúng tôi mong muốn đem lại những điều tốt đẹp tập đoàn và các văn phòng mà chúng tôi có mặt trên toàn thế giới đã đồng hành cùng các tổ chức chính phủ và phi chính phủ để nhằm mục tiêu cao cả này. Trước khi đi vào chi tiết thì tôi xin được phép thay mặt Microsoft gửi lời chào mừng đến ngày hội công nghệ sẽ diễn ra trong tháng này. Chúng ta nghe rất nhiều về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng ta cũng đang ráo riết chuẩn bị để đuổi kịp thế giới. Và cuộc cách mạng công nghiệp, điều thú vị của nó đó là một cuộc cách mạng không phải nhằm lật đổ những thành quả mà nhân loại đã tạo ra trước đó. Cuộc cách mạng công nghiệp đó là sự thừa kế của tất cả những kiến thức, những sáng tạo mà con người đã làm nên. Và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, đây là một cơ hội lớn cho những quốc gia đang trên đà phát triển để theo kịp cái sự phát triển vượt bậc của nhân loại. Khi mà chúng ta nói nhiều về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có nhiều ý kiến khác nhau. Theo như phát biểu của giáo sư Lê Bộ Lĩnh, đó là một sự kết nối. Theo như ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó là sự kết nối của tất cả những cái công nghệ và dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, xây dựng những môi trường để kết nối các cộng đồng, các cá nhân và tạo nên những điều tốt đẹp. Tại Việt Nam, trong một năm khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai chương trình Technology for Good, chúng tôi đã đào tạo và cung cấp các phần mềm miễn phí với giá trị tương đương hàng triệu đô để giúp cho các tổ chức, các cá nhân và các thành viên của các cái tổ chức đó có thể tận dụng tối đa cái sự phát triển vượt bậc về công nghệ thông tin để đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội. Khi mà nói về công nghiệp lần của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, mà chúng tôi đã tốn hàng tỷ đô la để đầu tư đi toàn thế giới, và các tổ chức NGO ngày hôm nay có điều kiện tiếp xúc với các công nghệ tiên tiến bậc nhất mà ngày xưa chúng ta phải tốn hàng chục, hàng trăm triệu đô la để đầu tư. Và tôi mong rằng với ngày hội công nghệ lần ngày hôm nay, các anh chị, các quý vị sẽ không bỏ lỡ cơ hội để tận dụng những cái nguồn lực mà chúng tôi đang và sẽ cam kết tiếp tục hỗ trợ quý vị. Và để làm thế nào để chúng ta tận dụng cơ hội này, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia tiên tiến, tận dụng nền công nghiệp lần thứ tư, công nghệ Internet vạn vật và các cái công nghệ liên quan đến Big Data, dữ liệu lớn, các công cụ phân tích thông minh để đem lại những thành quả và những sản phẩm tốt đẹp phục vụ cho toàn xã hội. Tôi xin chúc quý vị một ngày tốt lành. Xin trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ rất tâm huyết của ông Nguyễn Bá Quỳnh. Thưa quý vị đại biểu, với chương trình hỗ trợ của Microsoft, các tổ chức sẽ được sử dụng miễn phí một số ứng dụng như Office 365, Microsoft Azure, hay được sử dụng một số công cụ thông minh khác như Dynamics CRM, Power BI với mức giá hỗ trợ đặc biệt. Để có thể hiểu rõ hơn về các ứng dụng này, ban tổ chức trân trọng kính mời ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia công nghệ của Microsoft, sẽ chia sẻ về làm việc và hợp tác mọi lúc, mọi nơi với các công cụ của Office 365 như Microsoft Teams, Power BI và SharePoint. Trân trọng mời anh. Kính thưa các đại biểu, chúng ta chính phủ cũng như là anh chị là đến từ các tổ chức NGO tham dự hội thảo tết các phố ngày hôm nay. Cái công cụ của Microsoft đưa cho tổ chức phi chính phủ, đưa cho các doanh nghiệp Việt Nam làm sao để chúng ta có một cái năng lực làm việc hiệu quả hơn, tốt hơn trong công việc. Và đặc biệt ngày hôm nay ở đây thì chúng ta là những tổ chức phi chính phủ, những cái nội dung ngày hôm nay tôi sẽ tập trung nhiều hơn về các công việc của tổ chức phi chính phủ, những cái hoạt động, những công việc hợp tác của chúng ta sản xuất hiệu quả. Thì chúng ta tổ chức phi chính phủ, có thể chúng ta số lượng những người thành viên của chúng ta chỉ từ 1 đến 10 người thôi, thậm chí có thể là ít hơn. Thế thì đây là những cái ý tưởng dành cho một cái tổ chức làm việc, đó là gì? Với một cái công nghệ phát triển hiện nay, về công nghệ Internet, rồi là công nghệ điện toán đám mây, những cái bùng nổ
anh chị ở đây ít nhất trong người chúng ta đều có một thiết bị smartphone đúng không ạ? Cái email thì đấy có khi là ngồi cạnh máy vi tính, nhưng mà có một email đấy có khi các anh chị lại thay vì việc mở máy tính ra xem email để giúp điện thoại di động ra để xem email. Thế nên các anh chị thấy thế cô gái gì ạ? Một cái nhu cầu làm việc đó là việc ở mọi nơi, tức là chúng ta sẽ truy cập vào công việc, truy cập tất cả những cái công việc làm việc chúng ta ở mọi nơi bằng một cái thiết bị duy nhất thôi. Cái thiết bị đó chính là smartphone, rất là nhỏ, họ và đi đâu chúng ta cũng mang một cái theo. Thì đấy là cái ý tưởng đầu tiên về cái việc là cái môi trường làm việc của chúng ta có sự thay đổi. Thứ hai đó là cái môi trường làm việc cộng tác, tức là chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau. Khi các anh chị làm trong tổ chức phi chính phủ, chúng tôi dùng doanh nghiệp đi làm vậy, chúng tôi không thể làm việc một mình. Chúng tôi làm việc là có cả một team, cả một nhóm để chúng ta làm một dự án, và chúng ta có sự cộng tác của rất nhiều người khác nhau, làm việc mọi nơi mọi lúc, đúng không ạ? Chúng ta xoáy ngả đến những khoảng cách về không gian và thời gian, đúng không ạ? Thứ ba đó là đưa ra một cái các phong cách mà làm việc của chúng ta có công cụ chúng ta chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp hơn, chuyên nghiệp hơn là chúng ta, ở chỗ nào có nghĩa là tất cả những ứng dụng của chúng ta nó thì nói một cách nôm na là nó dễ dàng thôi, có nghĩa là nó hiện đại hơn, áp dụng tất cả những cái nền tảng công nghệ mới và bùng nổ công nghệ hiện nay của rất nhiều các hãng phần mềm rồi các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cung cấp cho chúng ta, chúng ta cũng đều có thể áp dụng được những cái gì là mới nhất và hiện đại nhất trong công việc, mặc dù chúng ta nhỏ chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Và cái thứ ba đó thì khi chủ tổ chức của chúng ta quá nhỏ, rất nhiều các tổ chức phi chính phủ đây khi tôi đã làm việc và tôi đã từng chia sẻ trong rất nhiều những cái buổi thảo trước, thì chúng ta có thể là chúng ta không có một chuyên viên nào chuyên biệt về công nghệ thông tin, chúng ta không có sai riêng một ai đó chỉ là một công nghệ thông tin, nhưng những cái nền tảng chúng ta làm việc đều về công nghệ thông tin. Thế thì ai sẽ là người hỗ trợ chúng ta, làm thế nào để chúng ta có người hỗ trợ, đúng không? Nếu một tổ chức thì lớn, một doanh nghiệp lớn thì chắc chắn sẽ cần một thuê một nhân viên IT để hỗ trợ cái việc mà chúng ta sẽ hoạt động. Nhưng mà tổ chức phi chính phủ chúng ta không có, vậy thì làm sao? Vậy chúng ta phải làm sao để có những cái ứng dụng nó thực sự là hữu hiệu, không có khi chúng ta không cần đến một ai là chuyên gia về IT để hỗ trợ chúng ta cả. Và có nghĩa là cái ứng dụng khi mà đưa đến tay chúng ta nó thực sự là đơn giản, nó thực sự là dễ sử dụng và tất cả chúng ta đều có thể ứng dụng được và không cần có một chuyên gia IT nào đâu. Thế thì Microsoft đưa ra cái bộ công cụ Office 365, tôi lại nói nhanh một chút vì ở đây có rất nhiều và cảnh vừa xong và có rất ít cánh tay rơi lên và đã nghe tôi trình bày Office 365, tôi sẽ đi qua một chút Office 365. Ở đây tất cả anh chị hầu hết chúng ta đều đã sử dụng bộ công cụ Office của Microsoft, và rất nhiều người nhầm tưởng một chút rằng là bộ Office 365 là bộ Office truyền thống từ trước nay chúng ta vẫn đang sử dụng. Ở đây chúng ta sẽ chia sẻ một chút rằng là nếu như chúng ta bộ công cụ Office chúng ta sử dụng và phổ biến trước nay thì nó sẽ là một cái mảnh ghép như thế này, nó bao gồm có rất đơn giản thôi nhưng giúp anh em trong sử dụng Word, Excel, PowerPoint và Outlook để check email. Vâng, còn đây thì là Office 365, có nghĩa là cái bộ công cụ Office mà chúng ta sử dụng truyền thống từ xưa đến nay nó chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ cho bộ công cụ Office 365 thôi. Và bộ công cụ Office 365 của Microsoft là công cụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây hoàn toàn. Tức là ngoài những ứng dụng của anh chị chúng ta một mảnh ghép này, chúng ta còn có rất nhiều những ứng dụng khác để hỗ trợ cho chúng ta trong những công việc. Và tất cả những cái ứng dụng thì đều dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Tôi sẽ đi vào từng cái một và chúng ta sẽ đi trải qua phần này sẽ là một cách rất là nhanh. Nhân hàng cái mục đích của chúng ta đó là một cách làm việc cộng tác, tức là làm việc nhóm, làm sao để cho nó hiệu quả nhất. Vì là các anh chị thấy là trên Office 365 dựa trên một cái nền tảng điện toán đám mây hoàn toàn. Các anh chị có thể là chúng ta có thể mua một cái tablet này, một cái iPad này, rất đắt tiền, chúng ta bây giờ mà chúng ta phải có 64 GB dữ liệu, đúng không ạ? Trong một cái máy tính mà chúng ta để bàn nó có thể đến hàng trăm gigabyte dữ liệu. Nhưng các anh chị thấy một cái vấn đề gì là thiết bị chúng ta ai giờ cũng thích mỏng, mỏng chúng ta cầm nó cứ gọn và chúng ta để nó xúc thế của chúng ta. Và từ cái công nghệ điện toán đám mây chúng ta có một cái kho lưu trữ. Thế thì đây cái cách làm việc cộng tác của chúng ta đó là gì ạ? Bây giờ trong cái cách cộng tác của chúng ta nó sẽ quan trọng với việc là chúng ta ngoài cái việc chúng ta tương tác với những thành viên trong nội bộ công ty, trong tổ chức, chúng ta cũng có những sự cộng tác với những thành viên bên ngoài, những đối tác rồi những tổ chức khác khi chúng ta tham gia vào cái dự án nào đó. Và nó gì ạ? Trên một cái phần nữa là gì ạ? Đôi khi chúng ta là còn có những cái vấn đề là chúng ta những cái cộng tác của chúng ta nó là xuyên biên giới, nó không phụ thuộc vào vị trí địa lý giữa quốc gia này với quốc gia khác, tổ chức của quốc gia này quốc gia khác. Các anh chị làm NGO, các anh chị làm tổ chức phi chính phủ, các anh chị chắc chắn là sẽ có những cái quyền tương đương. Và cái thứ ba đó là gì? Trong chúng ta sẽ có một cái đó là cái sự khác nhau về
tuổi tác, về những cái người mà cùng cái sử dụng những cái công cụ khác nhau, sự khác nhau rất nhiều về những cái mà cái cách làm việc. Bởi vì là trong một tổ chức thì có thể là thanh niên mới ra thì có thể bảo là ok họ đang sử dụng những công cụ của tích hợp những công cụ mới hơn, họ tiếp cận công nghệ nhiều hơn, nhanh hơn. Thế còn những bác có thể nhiều tuổi hơn một chút nữa, ok chúng ta cũng phải tiếp cận những cái công nghệ mới chứ, đúng không? Thì đấy là cái cách mà làm sao để chúng ta phân công công tác và cái làm cái thách thức của cái phần công tác của chúng ta. Và xã hội bây giờ mà dành cho cả doanh nghiệp nữa, Yammer của Microsoft là một trong những doanh nghiệp. Cái trang đường hiện nay thì chị đã thấy là thứ nhất là số lượng ứng dụng. Thế cái vấn đề mà khi mà chúng ta có quá nhiều cái cách mà chúng ta công tác này thì những cái mà thách thức của chúng ta đối mặt đó là gì? Như vừa chia sẻ với anh chị đó, cái đầu tiên là chúng ta có quá nhiều những cái lứa tuổi khác nhau và chúng ta phải làm việc trong cùng một cái môi trường công thông tin. Thì những cái điều đầu tiên đó là chúng ta có quá nhiều ứng dụng, bởi vì là do cái phong cách làm việc của từng team khác nhau nên họ có thể lựa chọn ra những cái cách công tác khác nhau. Có team thì họ chỉ muốn open thì chỉ cần chat, có những người phong cách của họ chỉ cần email, có những người thì bảo ok tôi luôn luôn là tôi nhấc máy gọi cho nó nhanh, voi cho nó nhanh. Có những người thì dùng những cái hệ là quản trị là thông tin dữ liệu, có những người là sử dụng cái hệ quản trị thông tin dữ liệu mà họ sử dụng trên những cái tầng trong trang web của Webpay để chia sẻ dữ liệu. Thế thì từ những cái phong thái cách làm việc với nhau thì sinh ra một cái là số lượng ứng dụng mà mọi người phải sử dụng lên là quá nhiều, rồi trong cùng một team có thể là cái khoảng cách từ từng người là khác nhau. Thứ hai là chúng ta sẽ bị mất thời gian, đúng không ạ? Tại sao chúng ta phải biết rằng mất thời gian? Khi mà chúng ta có quá nhiều ứng dụng, như tôi vừa nói, ta phải lật đi lật lại rất nhiều các công cụ khác nhau để tổng hợp trên một cái luồng thông tin, trên một cái luồng thông tin của chúng ta đang theo dõi, thì chúng ta sẽ dẫn đến việc chúng ta phải bị làm mất thời gian. Cái thứ ba, những cái phần mất thời gian đó sẽ sang vấn đề của Shadow IT. Shadow IT là một cái thuật ngữ trong một cái thuật ngữ trong công nghệ thông tin. Các chị hiểu đơn giản đó cái dạng là mất cái tính an ninh về công nghệ thông tin, mất tính bảo mật về công nghệ thông tin. Tất cả những yếu tố này sẽ là những yếu tố mà chúng ta sẽ gặp phải trong môi trường công tác. Thế thì những cái công cụ của Microsoft hiện nay thì các chị sẽ thấy rằng là Microsoft cung cấp đấy một cái bộ công cụ đầy đủ, một cái công cụ đầy đủ. Các chị sẽ thấy là trong Office 365 đã chia sẻ rồi, phần này tôi đi rất nhanh. Thứ nhất là trong email, Office 365 cung cấp chúng ta có hệ thống email, đúng không ạ? Cung cấp cho ta chúng ta cái Skype Conference để chúng ta connect được các cái video conference, tạo ra các cái hội nhà và video hội nghị trực tuyến, đúng không ạ? Chia sẻ với anh chị rồi, tạo ra những cái như là mạng xã hội dành cho doanh nghiệp cao hơn, một cái mạng xã hội mà chỉ có những người trong doanh nghiệp chúng ta vào để chia sẻ thôi. Hay là có những cái mà chúng ta sẽ sử dụng Office 365 của một lớp để chúng ta cùng làm việc trên cùng một file tài liệu, và điều mà từ trước chúng ta sẽ không làm được thì bây giờ chúng ta cùng làm được, đúng không ạ? 5-7 người chúng ta cùng làm trong một file tài liệu cùng một lúc đồng thời. Và cái mới nhất của Microsoft Launching là cách đây ít ngày thôi, đó là sản phẩm Microsoft Teams. Chúng ta sẽ đi rất nhanh, chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Đây là cái mà đối tượng các chị sẽ thấy là trên cái Office 365 cung cấp cho người dùng một cái hệ thống email và một cái mạch định vị biểu. Trên cái hệ thống email này thì mỗi người dùng được cấp một cái tài khoản email có cái số lượng rất là lớn, như một doanh nghiệp đang chuyển tới được 50 GB dữ liệu trong một email. Các tập tin đính kèm có thể lên tới 25 MB. Điều quan trọng nhất đó là trên các cái tài liệu mà đính kèm ở trên cái hệ thống email này, chúng ta có thể là sử dụng các tài liệu đính kèm dựa trên cái nền tảng 18 MB luôn. Cái điều này khác biệt gì so với hệ thống email cũ? Đó là chỗ mà chúng ta sẽ lưu trữ được nó và tránh cái việc là chúng ta bị giảm tải, tức là bị mất đi cái phần dữ liệu trên hệ thống email. Nếu như một cái hệ thống email khác mà anh chị đã sử dụng có cái dung lượng nhỏ hơn á, thì các chị sẽ thấy rằng là chúng ta thật thà cần khai ra một cái dữ liệu một cái tin khác ở dưới máy máy chạm của chúng ta. Và nếu không may là cái máy đây chúng ta bị hỏng mất đi thì những cái nội dung email chúng ta lưu trữ trước đó rất lâu có thể bị mất đi. Và những cái tập tin đính kèm mà mô hình chung là những tập tin liên quan đến công việc của chúng ta, của máy Excel hay Word chúng ta cũng sẽ bị mất theo. Nhưng trên cái nền tảng điện toán nơi này chúng ta hoàn toàn yên tâm, lúc nào cũng được bảo vệ trên cái kho lưu trữ của Microsoft. Cái nền thứ hai là cái phần Office 365 cung cấp như vừa chia sẻ với chị công cụ, đó chính là cái phần là Skype Conversations. Thì với Skype Conversations sẽ là phần lý rất nhanh của buổi trước chúng ta đã đi rồi, nên là chúng ta là cái nội dung chi tiết của chương trình sau. Skype Conversations thì cũng cung cấp cho người dùng đó một cái kênh hội nghị truyền hình trực tuyến với cái chất lượng là không phải là HD, đấy vẫn là HD. Như các buổi đã chia sẻ với chị là với những cái hội nghị truyền hình trực tuyến là điều mà chúng ta rất cần thiết, đúng không? Khi mà chúng ta có nhiều những cái chi nhánh, nhiều tổ
chức và thậm chí cá nhân của chúng ta khi làm việc ở nhiều các cái vùng miền khác nhau, đấy là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà khi chúng ta bỏ ra chi phí để mà đầu tư cả một cái hội nghị truyền hình trực tuyến, ví dụ chỉ đơn giản là tham gia đầu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi chẳng hạn, thì cái chi phí để mà tạo ra những cái thiết bị mà đầu cuối của hội nghị truyền hình trực tuyến đó nó rất là đắt, nó chi phí nó rất là đắt. Các anh chị có thấy là chúng ta phải đầu tư những cái thiết bị của Polycom hay là của các hãng cung cấp khác với chi phí tiền rất là cao, cộng với lại cái chi phí đổi truyền. Một điều nữa là nó không thuận lợi, đó là gì, là khi mà chúng ta tạo ra cái phòng hội nghị truyền hình trực tuyến đó, thì không thể có chi phí để chúng ta tạo ra rất nhiều, chúng ta chỉ tạo được một phòng đến hai phòng thôi, và khi phải họp thì tất cả mọi người chúng ta phải cùng tập trung vào một cái phòng đó để có thể hội nghị với đầu lại. Và cái thứ ba là những cái nội dung mà chúng ta chia sẻ trong cái hội nghị truyền hình trực tuyến đó, nó thông qua cái video đó thì ở cái đầu cầu còn lại thì họ sẽ không nhìn được thế là này chúng ta trình bày cái gì. Và nếu mà để muốn họ nhìn được nội dung là này chúng ta trình bày cái gì thì chắc là chúng ta phải lên cái camera truyền hình đấy, chúng ta dí sát cái màn hình thế này quay ra bên kia nó có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Thế thì trên cái Star Corporation này nó sẽ cung cấp cho người dùng đó là một cái khả năng mà biến tất cả những thiết bị các anh chị đang có, thậm chí thiết bị gì mà chúng ta đều có cái camera phía trước, đúng không ạ? Nó sẽ trở thành cái thiết bị đầu cuối của một mình hội nghị truyền hình trực tuyến. Và trên tất cả các thiết bị của chúng ta ngồi bất cứ chỗ nào chỉ cần có một cái tín hiệu 3G thôi là chúng ta hoàn toàn có thể tham gia vào pha hội nghị truyền hình trực tuyến. Và ở cái phía đầu cầu người trình bày như tôi đang trình bày với anh chị đây, tôi hoàn toàn có show cái slide này trên cái bài này, trên cái phần Skype của tôi, và tất cả những cái hình ảnh mà tôi trình bày ở đây nó sẽ đến đúng từng thiết bị của anh chị. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy ở đây thì nó đến hết là tất cả những thiết bị của anh chị. Và gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn được tất cả nội dung, chúng ta không phải dí sát cái ống camera vào máy như tôi vừa nói trong phần trình bày. Và điều quan trọng nhất đó là gì ạ? Với một cái thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến đắt tiền nhất hiện nay mà tôi vừa tư vấn đó, nó có giá tới khoảng 650 triệu và đáp ứng cho phòng họp khoảng từ 18 đến 22 người. 650 triệu chỉ đáp ứng cho một phòng chỉ được 18 đến 22 người, và các cái điểm cầu kết nối của nó cũng chỉ được 18 điểm. Còn nên là nếu như mà họ kết nối được ở đa tỉnh này thì họ chỉ có kết nối được 18 điểm thôi, với mỗi tỉnh là chỉ có một cái đầu cầu. Nhưng với Sky Corporation thì cái điểm kết nối của chúng ta lên tới được 250 điểm kết nối đa tỉnh cùng lúc, tức là kết nối đồng thời và có sự tương tác. Và sự tương tác của Sky Corporation là gì? Là nếu như tôi đang trình bày ở đây một cái slide và tôi trình bày với đầu Sài Gòn, và nếu như có một ai đó ngồi đầu Sài Gòn họ vẫn tiếp tục trình bày của tôi, họ có thể chiếm quyền điều khiển, tiếp tục điều khiển cái cuộc nội dung họp ngày hôm nay, và trong đó cái slide đó đang được trình bày của tôi là đại học được. Đó là những cái tương tác đa chiều. Ngoài ra còn có những cái khác, ví dụ như là những cái bình bồng, chúng ta như thấy như các bác hay họp quốc hội các bạn thì có một cái nút bấm đúng không ạ, để chúng ta khi mà được viết thì trong các cái cuộc họp của chúng ta chắc chắn cũng có những cái biểu quyết xin ý kiến những người tham gia. Thế thì nếu như mà họp mà chúng ta họp thông thường chúng ta xin biểu quyết thế, nhưng họp hội nghị truyền hình lớn chúng ta cũng xin biểu quyết ở đầu toàn mạng Hồ Chí Minh thì chúng ta biểu quyết là giơ tay chúng ta cũng phải đến, đúng không ạ? Thế thì trên cái công cụ Office 365 và trên Skype Meeting thì cho mọi người là tạo ra một cái bình bầu, đúng không ạ? Và mỗi người có nút trong cái quốc hội thì chúng ta sẽ lập tức có cái kết quả bình bầu, kết quả của chúng ta đang phản ánh với mọi người. Ngoài ra còn có rất nhiều những cái tính năng khác để người đã giới thiệu rồi, và hôm nay chúng ta vừa giới thiệu với các bạn đấy. Và chúng ta có thể là tài liệu như tôi vừa chia sẻ là tài liệu của chúng ta tăng trưởng lên rất nhiều, và chúng ta đã có một môi trường điện toán đám mây, và cái thiết bị của chúng ta thì nó rất là nhỏ. Thế thì trong cái môi trường điện toán đám mây thì bây giờ câu chuyện của chúng ta là cái thiết bị nó chỉ là thiết bị để chúng ta làm thiết bị đầu cuối của chúng ta để truy cập thôi, còn dữ liệu thì Microsoft sẽ cung cấp cho cái phần sau mạng của chúng ta một cái kho là OneDrive, và trên đó chúng ta có một người dùng của chúng ta có một cái tài khoản lưu trữ là 1 TB để chúng ta lưu trữ. 1 TB tức là tương đương với khoảng xấp xỉ 1.000 cái máy điện thoại iPhone 16 GB, tức là nó 1.024 GB, nó rất là nhiều. Và trên cái nền tảng đó các anh chị chúng ta trong quá trình làm việc chúng ta có thể chia sẻ tài liệu với tất cả mọi người, thay vì việc chúng ta còn USB chúng ta đi bằng trước đây, đúng không ạ? Trước đây khi có cái công cụ này của Microsoft, khi nói đến cái công cụ này của Microsoft thì không phải ai cũng có thể đầu tư, bởi vì cái chi phí đầu tư cho một cái bộ server nó rất đắt tiền, đắt tiền từ việc chúng ta phải đầu tư hạ tầng cho đến việc là chúng ta đi triển khai. Thường là ngày xưa những cái công ty rất lớn, tổ chức rất lớn thì họ có dám bỏ tiền ra đầu tư server thôi, vì cái chi phí của nó rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Và cái khả năng này nó lớn. Tuy nhiên thì chúng ta chia sẻ là chúng ta có thể theo vết được tài liệu, nếu mà theo vết được xem là rõ ràng là ai sẽ là người chỉnh sửa tài liệu, chỉnh sửa ở phần nào, và chúng ta kiểm soát hoàn toàn việc truy cập và xử lý các cái tài liệu ở trên SharePoint. Ngoài ra rất nhiều những ứng dụng khác chúng ta có thể phát triển những cái ứng dụng đúng hạn trên SharePoint để chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như chúng ta có thể là xây dựng cả những ứng dụng quản lý tài chính, kế toán hay nhân sự, và
ngon. Và chúng ta không mất tiền phải đầu tư quá nhiều thời gian trong cái việc xây dựng cảng ứng dụng rất lớn. Tất cả những cái vừa chia sẻ với anh chị là ứng dụng rất là nhanh, cho nó fit vào sản phẩm mà trước đây đã từng chia sẻ với anh chị rồi, hôm nay chỉ nói lại thôi. Nhưng mà các anh chị thấy một điều là nó vẫn rời rạc đúng không? Khi mà chúng ta thấy rằng rõ ràng tôi đang làm việc cái này, chị Skype không biết từ vừa chat từ vừa video conference. Nhưng mà khi muốn lấy tài liệu của tôi là phải mở OneDrive ra hoặc là SharePoint ra để tôi lấy tài liệu. Rồi lúc mà chat thì tôi phải mở cái tài liệu chat Skype ra. Muốn email thì tôi phải mở email xem tôi kiểu những người tôi muốn lệnh việc. Thì để làm công vụ công tác mà tốt hơn với tất cả mọi người, nói một cái khác là nó gom được tất cả những cái gì với chị rất nhanh. Thì Microsoft cách đấy e-home đã launching một sản phẩm mới cũng nằm trong Office 365, Microsoft Team, Team là đoàn đội đó, dành cho cái chỉ chuyên cho mục đích công tác. Thì đây là cái kiến trúc của Microsoft Team. Dựa trên tất cả những gì vừa chia sẻ với các anh chị thì đây chính là Microsoft Team. Có nghĩa là gì ạ? Là trên Microsoft Team có Exchange, tức là có cái hệ thống email để chia sẻ với anh chị. Có luôn SharePoint, đính kèm luôn, đúng luôn cả ứng dụng cũng rất là đặc biệt để chia sẻ với anh chị. Có OneNote, có Group 365 và có rất nhiều những cái mà ứng dụng công nghệ khác của Microsoft. Tất cả những cái gì cũng cho cộng tác của Business thì trên Microsoft Team nó sẽ gom lại tất cả. Và câu chuyện để xóa nhờ đi ba cái channel mà tôi vừa nói với anh chị chia sẻ với đó. Thứ nhất là chúng ta có quá nhiều ứng dụng khác nhau, phải bỏ đi mở lại rất nhiều mất thời gian, phải nhớ đi nhớ lại rất nhiều những cái tài khoản truy cập, account truy cập ở từng cái khác nhau, cần chúng ta phải mở đi mở lại. Thứ hai đó là cái thứ hai đó là cái việc của chúng ta mất thời gian đúng không? Cái thứ ba của chúng ta đó là không đảm bảo về cái tính tuân thủ và an toàn thông tin. Vì chúng ta mở trên có quá nhiều cái khác nhau, chúng ta đôi lúc cũng như là copy nội dung bên ngoài xong thì chúng ta phải gửi nhầm, phải nhầm lẫn giữa người và người kia, và vô tình dung thông tin của chúng ta sẽ trở thành linking ra ngoài. Đúng không? Hay là bị đánh cắp dữ liệu. Thì đây là tất cả những cái để tránh tất cả những cái thông tin được chia sẻ anh chị và dành cho tất cả những người dùng không phân biệt về mặt lứa tuổi, những khả năng tác dụng kiến của công nghệ đó, thì là Microsoft Team. Đấy là cái mà Microsoft Team. Thì ở Microsoft Team đây chính là cái nền mà Microsoft Team đưa ra, và chính là cái gọi là chat bay space, tức là một cái không gian làm việc dựa trên cái nền tảng là chat, gọi là trên nền tảng là chat. Chúng ta sẽ đi sâu một chút vào các ứng dụng này. Thứ nhất đó là cái điều đầu tiên, đó là trên cái nền tảng của Microsoft Team á, nó sẽ cho mọi người đúng như cái tên gọi của nó là chat bay. Cái giao diện chính của nó chính là cho phép người dùng thực hiện các cái nội dung và chia sẻ với nhau dưới dạng là chat. Điều đầu tiên là chat, chúng ta sẽ có những nội dung là chat. Nhưng mà trong cái chat này nó khác hoàn toàn với những cái chat mà anh chị đã sử dụng trước đó. Đó là trên cái nền chat này nó tạo ra thành từng cái group, nó tạo ra những cái group khác nhau. Cái group nó có thể là 5, 7 người, có thể là 1 người. Và trong các cái group đó thậm chí là chúng ta có thể tạo ra theo từng dự án khác nhau. Và được đảm bảo nội dung là giữa từng các cái dự án và từng những người đó, nó luôn được bảo đảm an toàn, được bảo mật trong từng cái nội dung và rất là riêng tư với từng cái nội dung của từng group khác nhau. Có cái rất hay của trên cái hệ thống chat này, đó là cái màn hình nó cho phép tích hợp luôn cái hệ thống email của chúng ta trong cái nền chat này. Có nghĩa là gì ạ? Nếu như khi chúng ta đang chat về một công việc mà chúng ta cần phải liên quan đến một cái hệ thống email vào đó, chúng ta cũng gửi liên quan các cái công việc này, chúng ta hoàn toàn có thể xem ngay trong cùng cái nền tảng, trên cùng một cái giao diện chúng ta đang chat đó để chúng ta mở một cái email, chúng ta có thể đưa nội dung từ email vào. Tất cả những cái nội dung trong quá trình chat đó thì các anh chị có thể thấy là nếu như mà cần thiết chúng ta có thể bấm một cái nút. Và sau khi bấm một cái nút đó thì nó sẽ tạo ra một cuộc gọi hội nghị truyền hình trực tuyến trực tiếp luôn trên cái nền của cái giao diện Team này luôn. Và trước đó nếu như chúng ta muốn mở hội nghị truyền hình trực tuyến thì có cái bao nhiêu mong là chúng ta mở sang cái Skype đúng không ạ, và make một cái code cho tất cả những người trong team. Thì bây giờ với những hội nghị truyền hình trực tuyến chỉ có một nút thôi, tất cả những người trong group chúng ta sẽ nhận được cái code đó và chúng ta có thể tham gia vào hội nghị truyền hình trực tuyến. Về chất lượng phân giải, về chất lượng phân giải và trường hai đầu với nhau, về chất lượng phân giải của màn hình thì đều là mang tính chất là chất lượng là HD và âm thanh truyền rất là tốt, trên các cái group này thì chúng ta sẽ tạo ra được nhiều cơ trong mỗi một group, và cũng có thể tạo ra ví dụ như phòng kế toán ở trong phòng marketing ở phòng kinh doanh. Nhưng trong các cuộc họp đó có rất là nhiều người đang theo rất nhiều dự án khác nhau, chúng ta có thể khởi tạo ra nhiều các cái topic theo từng cái dự án. Và một điều đảm bảo là tất cả chỉ
hai ở trong cùng cái dự án đó thì mới nhìn thấy những cái nội dung mà chia sẻ. Còn những người mà không nằm trong cái dự án đó, dữ liệu được bảo mật hoàn toàn và nó được gì ạ? Block lại, được set up, tức là được block lại hoàn toàn cho những người khác, tức là những cái người khác hoàn toàn không thể truy cập được dữ liệu. Mặc dù là những người thành viên đó có thể trong cùng một group, nhưng nếu như không trong cùng một dự án, họ không thể xem được các dữ liệu. Nó tạo ra một cái nền tảng trên cái nền tảng chat. Với team Microsoft Team, nó giống như một cái hub, để cho chúng ta làm việc. Nếu như mà trước đó thì như tôi vừa chia sẻ với anh chị là chúng ta có một cái challenge là đầu tiên đó là vì là chúng ta có quá nhiều ứng dụng và các có thể gửi cho các anh chị một bản tài liệu. Nhưng mà sau đó thì sao? Có hai một là các anh chị bắt buộc xếp cái tài liệu đó về một cái kho thùng và nó chúng ta mở chúng ta được để chúng ta xem, đúng không? Hai là việc chúng ta phải xếp nó về đây và chúng ta phải tìm một cái kho chúng ta lưu trữ ở đâu đó để sau này chúng ta tìm lại. Vì sau khi mà họ gửi xong nhưng mà chúng ta đóng cửa sổ chat lại là xong, chúng ta mở lên là sẽ không còn cái tài liệu đâu. Thế nên là chúng ta ngay lập tức, một là chúng ta phải xếp vào bảng, hai là chúng ta phải lưu trữ ở đâu đó. Và lưu trữ ở đâu đó thì một ngày nào đó chúng ta quên thì chúng ta tìm lại cũng không biết tìm thế ở đâu. Thế thì cái hay ở trên Microsoft Team á, đó là cho chúng ta là nó sẽ tự động tách lọc những cái file tài liệu ra. Và khi mà chúng ta gửi những cái file tài liệu của chúng ta thông qua Team để chúng ta làm việc á, tất cả những file tài liệu đó nó được separate ra, nó đặt vào một cái kho lưu trữ cho từng cái project như vừa chia sẻ anh chị. Có nghĩa như là trong project thì cũng trong cùng cái dự án chúng ta, trong từng cái topic chúng ta cũng sẽ có tài liệu thôi. Nhưng những tài liệu đó nó được tách lọc ra, được tổ chức lại và lưu trữ trên cái nền OneDrive, một terabyte trên cái tập hợp đây. Và dù cho cái việc sau này chúng ta cũng đóng tất cả những cái cửa sổ team đó đi ạ, đóng hết các cửa sổ chat đi, và sau này chúng ta mở lên chúng ta vẫn còn lại những cái tài liệu họ đã gửi cho bạn. Chúng ta hoàn toàn là tìm lại những tài liệu, không bao giờ lo bị mất những tài liệu đó, không bao giờ bị trôi những tài liệu đó. Chúng ta có thể là bấm vào nút search để tìm lại những tài liệu đó bất cứ lúc nào. Một điều rất hay nữa đó là trên Microsoft Teams, Microsoft đã tích hợp những cái ứng dụng rất phổ biến của chúng ta, Word, Excel, PowerPoint vào trong cùng cái Teams. Có nghĩa là trước đây nếu như chúng ta phải mở, nếu mà chúng ta chat trên cái công cụ thông thường Skype thôi mà và gửi file tài liệu đó thì chúng ta phải download tài liệu về và mở nó ra, lưu file Excel, chúng ta phải mở Excel, chúng ta xem những dữ liệu trên Excel đó và chỉ cùng trao đổi với nhau về con số. Thì bây giờ khác rồi, khi mà gửi qua thông qua Team này, trên Microsoft Team tích hợp luôn Excel, khi cái tập tin nó được gửi sang, chúng ta có thể chống vào và mở luôn trên nền của cái file Excel đó, nó mở được luôn trên cái nền Team. Và tất cả các đầu chúng ta đều cùng gửi những cái tập tin đó, chúng ta cùng trao đổi trên một màn hình, không phải mở thành một ứng dụng lần thứ hai. Tất cả những ứng dụng chúng ta đều có và cái khả năng lưu trữ của cái tài liệu là, và không chỉ mỗi riêng Excel đâu ạ, có thể là Word, có thể là PowerPoint hoặc là OneNote, bất cứ một cái công cụ nào của Microsoft mà từ trước nay các chị đang sử dụng đều được tích hợp ở trong Team, chúng ta hoàn toàn có thể mở dữ liệu. Một cái tuyệt vời nữa đó là trên Team Microsoft đã tích hợp vào đây một cái gọi là Power BI và cái Microsoft Graph. Microsoft Graph và Power BI là một cái công cụ mà cho chúng ta có những hệ thống báo biểu rất là trực quan, được thống nhất internet và cũng tương tác cũng có thể để mua cái chị xem một chút. Tức là những cái báo biểu của chúng ta cũng được tổng hợp trên từng nguồn dữ liệu khác nhau để tạo ra những cái biểu đồ rất trực quan mà chúng ta có thể nhìn thấy và ra quyết định. Ngoài ra thì các chị thấy là trước buổi trước đây có từng trao đổi và chia sẻ với anh chị về một cái công cụ về quản lý dự án. Khi mà chúng ta sử dụng Microsoft Project để quản lý dự án thì nó rất là nặng nề đúng không? Và sử dụng nó thì rất là khó khăn. Nhưng mà tôi đã từng trao đổi với anh chị đó, khi mà sau đó cung cấp chúng ta một cái công cụ quản lý dự án là Microsoft Planner. Và nó trên cái Microsoft Team, các anh chị hoàn toàn có thể là mở trực tiếp cái tích hợp luôn được cả cái Microsoft Planner để chúng ta cùng theo dõi các cái dự án. Chúng ta chat và đưa những cái dự án của chúng ta, thậm chí là các anh chị hoàn toàn có thể là add up, tức là đưa vào ngay trong cái kiểu, đưa vào trong cái planner ngay trong quá trình chat của tất cả mọi người nhìn thấy hoặc người thống nhất cái kiểu đối với nhau, và sau đó tất cả cái kiểu đó đều được add lên cái kiểu của tất cả mọi người. Tất cả những cái nội dung này nó sẽ được công bố và được chạy trong cái nền chỉ trên một cái giao diện duy nhất thôi. Và những cái app mà có thể nhiều tuổi hơn một chút đúng không ạ? Thay vì việc là chúng ta sử dụng cái công cụ công nghệ thông tin, chúng ta phải mở quá nhiều ứng dụng để nói ban đầu, mọi cái style làm việc chúng tôi chúng ta có thể dùng trên Team chúng ta sẽ không bị thay đổi, khi dùng trên Team không bị thay đổi. Nếu mà bác ấy vẫn theo cái style là dùng chat, bác có thể dùng chat, bác có thể xem cái style là dùng OneNote, có thể dùng OneNote, có thể dùng email, có thể dùng email. Nhưng mà thì tất cả mọi người chúng ta đều có thể cùng cộng tác luôn. Thay vì trước đó là email thì chúng ta chỉ gửi email thôi, còn chat thì cũng có làm việc trong chat thôi. Thì bây giờ tất cả chat hay email hay OneNote chúng ta đều có thể cùng cộng tác với
và bây giờ cái cách làm việc của từng người sẽ được tất cả những người khác cùng chấp nhận, cùng có thể tham gia cùng lúc. Đó, cái đấy là cái rất hay ở trên Microsoft Teams. An toàn và an ninh thông tin, tất cả những dữ liệu thông tin của chúng ta đều được đảm bảo tính tuân thủ. Tính tuân thủ ở đây, tính tuân thủ ở đây có nghĩa là ví dụ như là khi chúng ta trao đổi với các nội dung công nghiệp của chúng ta, nếu như trước đây chúng ta sử dụng công cụ chat cá nhân á, thì những cái lôi khi những cái nội dung chúng ta trao đổi về mặt công nghiệp á, mang tính chất là sử dụng trên các cái Skype cá nhân, những cái công cụ chat cá nhân thì có thể là sẽ là không an toàn. Thì ví dụ thôi, một ai đó chúng ta rời khỏi tức có thể mang những nội dung đó theo. Tuy nhiên khi mà sử dụng trong cái công cụ tin một cách rất là chuẩn mực như này, chúng ta hoàn toàn có thể đảm bảo tất cả những nội dung đó của chúng ta đều được bảo mật, đúng không ạ? Những cái nội dung liên quan đến tin thì được bảo mật. Tất nhiên là trong Microsoft Teams có cả phần private, tức là phần của cá nhân, và cái phần dữ liệu là cái dữ liệu của tổ chức và cái dữ liệu của tin. Thì những cái dữ liệu đó hoàn toàn bảo mật. Khi người ta rời khỏi tổ chức thì những dữ liệu đó thì hoàn toàn có thể được thu hồi lại và được secure hoàn toàn. Là những cái tính về tuân thủ và bảo mật dữ liệu sẽ được đẩy cao. Và ra có những cái việc như là chứng thực và đa nhân tố hoặc là những cái mà build in những cái mà cái công cụ mà phải bảo vệ dữ liệu dưới dạng tất cả cái dữ liệu để truyền đạt cho team á, thì dùng cái phần chia sẻ của tôi về Microsoft Teams ở đây. Thực ra hôm nay lẽ là chúng ta chia sẻ nhiều về Microsoft Teams hơn, tôi bảo vệ là số lượng cánh tay và giơ lên đã từng nghe có Microsoft Slack rất là ít, nên tôi để dành hơn nhiều thời gian một chút để có Microsoft Slack. Chính vì thế là chúng ta sẽ nhiều một chút. Và có một chút nữa đó là cái phần demo, nhưng mà thời gian chúng ta không hết vào mạng internet thì nó không được tốt, rồi thử làm rồi thì nó không được tốt, nên chúng ta không thể demo cho các anh chị. Và tất cả những tính năng hay ho của Microsoft Teams ngày hôm nay thì rất mong là trong một buổi tiếp theo các chúng ta sẽ có những buổi demo riêng, có thể trong buổi training và các bên chị Nhi và bên tổ chức NGO đang tổ chức thì chúng ta sẽ được chia sẻ sau, và rất mong là sẽ được chia sẻ với anh chị trong một buổi khác. Xin được cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Vừa rồi về Office 365 Microsoft Teams rất là chi tiết, và về chương trình của Busta thì thực ra là ngoài lúc đầu thì các đại biểu cũng chưa nhận ra một chút thôi, chứ còn Office 365 cho các thành viên, tổ chức thành viên của Busta rồi. Vậy để ứng dụng thực tiễn, các tổ chức đã đạt được kết quả như thế nào? Ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ một trong những tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam đã áp dụng thành công ứng dụng này vào tổ chức của mình. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Tuấn Anh, đại diện làng trẻ em SOS, sẽ có chia sẻ. Tôi tên là Trần Tuấn Anh và tôi đến từ văn phòng làng trẻ em SOS Việt Nam. Sau đây thì tôi cũng rất là may mắn là được ứng dụng và sử dụng cái bộ kit 365 từ rất sớm, từ năm 2014. Thì đến đây cũng được 3 năm, thì sau đây tôi xin được chia sẻ với các quý vị về những cái lợi ích đã mang lại cho tổ chức của chúng tôi sau khi sử dụng cái bộ công cụ này. Trước tiên thì tôi xin giới thiệu qua về tổ chức SOS Việt Nam. Thì làng trẻ em SOS Việt Nam được thành lập từ ngày 22 tháng 12 năm 1987, đến nay đã được 30 năm, và dưới cái bằng cái hiệp định giữa làng trẻ em FBI quốc tế và làng trẻ em quốc tế và Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thì làng trẻ em Việt Nam được thiết lập dựa trên 4 cái nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất là bà mẹ, thứ hai là anh chị em, thứ ba là người thân gia đình, và thứ tư là cộng đồng làng. Thì tính đến nay thì hệ thống làng trẻ em FBI Việt Nam đã có 17 làng FBI cơ sở, 13 lưu xã thanh niên, 6 chương trình hỗ trợ cộng đồng SFP, 12 trường phổ thông Hermann Gmeiner, 16 trường mẫu giáo, 1 trường trung cấp nghề và 3 sở thực hành kỹ năng nghề. Thì đây cũng là một tổ chức cũng không cũng tương đối, chúng tôi đánh giá đây là một hệ thống cũng tương đối là lớn, phải kết nối. Tiếp theo thì tôi sẽ ứng dụng về cái bộ Office 365 vào SOS Việt Nam. Thì chúng tôi đã triển khai cái bộ Office này từ năm 2014. Thì trước tiên là tôi xin giới thiệu về chia sẻ về cái ứng dụng về cái hệ thống mail. Thì cũng như là anh Tuấn chuyên gia Microsoft đã chia sẻ, thì chúng ta sau khi ứng dụng và sử dụng thì chúng ta sẽ có cái hệ thống mail cho mỗi user là có dung lượng đến 5 MB.
nhận và gửi mail. Và để sử dụng hệ thống mail này thì cũng khá là trực quan và đơn giản. Chúng ta có thể cài đặt trên Outlook của bộ Office truyền thống, hoặc là chúng ta có thể sử dụng trực tiếp ở trên webmail. Cái lợi ích mà chúng tôi mang lại của cái hệ thống mail này thì là việc email để thông báo về sự phát triển của trẻ cũng như cảm ơn các nhà tài trợ đã thực hiện dễ dàng và an toàn hơn. Trước đây thì chúng tôi sử dụng hệ thống mail của tự quản lý của em của người Demon của FPT. Cái dung lượng nó rất là nhỏ, mỗi user thì chỉ được 100MB về cái ứng dụng của cái bộ công cụ Sky for Business và trong cái bộ ứng dụng Office 365. Thì đây là một bộ công cụ rất là hữu ích, như anh Tuấn đã chia sẻ, là chúng ta có thể là hội thảo cũng như ở trên link trực tuyến. Thì như trong hệ thống app của chúng tôi thì chúng tôi có app Việt Nam là trực thuộc của khu hệ thống của SS châu Á, có 14 nước. Thì ví dụ như là vị trí của tôi là cán bộ ICT của SS thì chúng tôi thường là có những cái tập huấn về ICT, những cái chính sách của SS, của cái bộ phận ICT của tôi. Thì chúng tôi thường là có những cái hội thảo, ví dụ như này là đây là một cái hội thảo về ICT của Việt Nam và các quốc tế, thì nó rất là hữu ích. Và chúng ta có thể chia sẻ, thứ nhất là đây là chúng ta chia sẻ về cái bài trình bày, như anh Tuấn đã chia sẻ một cái trình bày slide. Và ví dụ như là các đơn vị thì không có các cán bộ ICT, các ngành các cơ sở chúng tôi là không có cán bộ ICT, vì vậy khi mà họ gặp các cái sự cố hay là cần cái sự hỗ trợ từ văn phòng thì tôi có thể là dễ dàng dùng cái công cụ Sky for Business này để mà thao tác trực tiếp trên máy của người dùng, ví dụ ở Thái Bình hay là Hải Phòng hay là Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì tôi có thể dễ dàng là họ chia sẻ màn hình và trao cái quyền điều khiển cho tôi để tôi có thể dễ dàng và thao tác và hỗ trợ người ta trên máy tính, trực tiếp trên máy tính của người ta luôn. Tiếp theo thì tôi xin chia sẻ bộ công cụ mà SS Việt Nam cũng đang sử dụng trong cái Office 365, đó là OneDrive và SharePoint. Thì rất là may mắn là tôi cái bộ công cụ này thì tôi cũng được biết từ cái đợt tập huấn của Microsoft dùng tổ chức cho các tổ chức phi chính phủ NGO. Thì hồi đó là chúng tôi chỉ sử dụng là phần lớn là Mail và Sky for Business. Sau khi cái đợt tập huấn này thì anh Tuấn là chia sẻ với chúng tôi, thì là chúng tôi về là cũng hỏi bên khu vực thì là người ta cũng hướng dẫn và người ta mở cho chúng tôi cái bộ công cụ này, thì chúng tôi đã sử dụng. Và đây là công cụ rất hữu ích để chúng ta có thể là lưu trữ dữ liệu cũng như là chia sẻ dữ liệu trong hệ thống của mình. Thì như anh Tuấn chia sẻ là mỗi người dùng có thể lên tới 1GB, thì phần lớn các dữ liệu mà tôi dùng trong SS là chúng tôi đều để đến đây đấy. À, một terabyte, tôi xin lỗi, tôi đã bị nhầm, đây là 1TB. Thì các dữ liệu mà làm việc tôi đều cứ lên đây, và chỉ cần mình sao một máy tính khác và có mạng internet là mình đều có thể thao tác rất là dễ dàng trên cái dữ liệu này của mình. Thứ hai là cái SharePoint này thì cũng như đấy, mình có thể chia sẻ các cái tài liệu hay là những cái file với cả người dùng trong tổ chức để mình cũng có thể là theo dõi. Ví dụ như là các công việc trong phần tôi thì có 2 người, thì tôi thường thường là sẽ tạo các cái kế hoạch công việc và chia sẻ với nhau, và các cái kết quả thì chúng tôi đều update, và đến đây thì mình có thể đều là theo dõi và check được. Tôi xin kết luận thì sau 3 năm sử dụng từ năm 2014-2017 thì chúng tôi cũng là may mắn là một trong những NGO đầu tiên được sử dụng cái bộ công cụ Office 365 này. Thì chúng tôi thấy đây là một công cụ rất là hữu ích cho các cái tổ chức phi chính phủ, vì thứ nhất là nó đang được theo tôi từ cái chia sẻ của chỗ chị Nhi thì cái bộ công cụ này đang được miễn phí cho các tổ chức NGO. Nhưng mà chị cũng chia sẻ là không hiểu tại sao là sau nhiều các cái khóa về truyền thông cũng như là chia sẻ mà cái số lượng sử dụng nó vẫn là rất là ít. Thì cũng nhân cơ hội này thì tôi cũng xin là kêu gọi mọi người là
nên sử dụng. Tại vì đây công cụ thứ nhất là mình miễn phí cũng chẳng mất gì cả. Đấy, nên là mình cũng nên sử dụng. Và thứ hai là nó lại mang nhiều cái lợi ích cho tổ chức của mình như vậy. Mà cái việc mà chuyển đổi như ngày xưa là tôi cũng được đi tập huấn thì cái vấn đề chuyển đổi nó rất là dễ dàng. Từ hệ thống cũ của mình sang hệ thống Office 365 nó rất là dễ dàng. Từ cái vấn đề chuyển đổi domain rồi các thứ nó chỉ mất khoảng 2-3 tiếng là mình có thể làm xong và mình có thể sử dụng luôn. Phí tiêu thụ điện năng cũng như chi phí nâng cấp phần cứng hàng năm. Mà trong khi hệ thống của Microsoft thì chúng ta biết là người ta có rất nhiều chi phí về hội nghị. Trong hệ thống S của chúng tôi thì hàng năm chúng tôi trước đây đều có tổ chức cái hội nghị về giám đốc của các làng FS. Thì hiện nay là chúng tôi cũng sẽ hai năm, thường thường hàng năm sẽ tổ chức một cái hội nghị. Thì bây giờ chúng tôi có thể thay vào đó chúng tôi tổ chức cái hội nghị trực tuyến. Thì bây giờ chúng tôi về cái hội nghị truyền thống chúng tôi chuyển sang hai năm tổ chức một lần. Vì vậy mà có thể tiết kiệm được rất nhiều cái chi phí về di chuyển cũng như là tổ chức. Đấy, thì cái công cụ Skyfinite này nó cũng tiết kiệm được cho chúng ta rất là nhiều. Cái lưu trữ backup dữ liệu an toàn, chúng ta có thể lưu trữ các dữ liệu của tổ chức mình ở trên cái OneDrive. Vì vậy mà nó nếu ví dụ máy tính của mình có hỏng hóc hay gì đó thì cái dữ liệu của mình vẫn còn có thể lưu trữ an toàn ở trên cái điện thoại đám mây ở trên mạng và cái trên cái OneDrive của mình. Và sau khi mình mua máy mới thì mình có thể tải lại từ trên mạng xuống, không sợ là bị mất loa dữ liệu. Việc chia sẻ dữ liệu thì nhanh và tin cậy, chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu dễ dàng và có thể là quản lý dữ liệu của mình xem là ai đã sửa đổi hay là sửa chữa hay là trách được cái dữ liệu của mình. Trên đây đây là những cái chia sẻ mà sau khi 3 năm đã sử dụng của chúng tôi của trên hệ thống SS Việt Nam. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Và nhân đây thì tôi cũng xin được cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn chị Nhi bên Microsoft. Bên Microsoft thì cũng đã hỗ trợ với chúng tôi rất là nhiều từ chúng tôi đã trong cái quá trình mà sử dụng cũng như là triển khai cái bộ công cụ Office 365. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và xin cảm ơn. Trong hệ thống Busta cũng như các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận khác có thể ứng dụng Office 365 vào trong công việc của mình. Kính thưa quý vị đại biểu, một trong những hoạt động của chương trình Technology for Good năm nay, Busta đã phát động cuộc thi sáng tạo công nghệ vì cộng đồng nhằm khuyến khích các tổ chức nêu ra các vấn đề đang gặp phải và có mong muốn giải quyết bằng công nghệ, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ của tổ chức và hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng. Cuộc thi đã được tổ chức trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được gần 40 ý tưởng đến từ các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, tập trung nhiều vào việc xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu của tổ chức, xây dựng các mẫu biểu báo cáo, phiếu điều tra và đặc biệt là vấn đề liên quan đến website, email của tổ chức. Qua sự đánh giá từ các chuyên gia của Microsoft và Busta, ban tổ chức đã lựa chọn được 2 tổ chức có ý tưởng đặc sắc và cũng như tính khả thi cao để hiện thực. Xin chúc mừng Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững CSDS đã đạt giải trong cuộc thi Sáng tạo công nghệ vì cộng đồng. Xin chúc mừng hai trung tâm. Sau đây, ban tổ chức xin kính mời đại diện Trung tâm Green ID sẽ chia sẻ về ý tưởng dự thi của mình để các đại biểu có thể hiểu rõ được hơn ý tưởng mà trung tâm đã nộp lên cho ban tổ chức ạ. Xin trân trọng kính mời. Green ID là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Honda, được thành lập năm 2011. Green ID có ba cái lĩnh vực hoạt động chính là năng lượng bền vững, quản trị nước và không khí và phát triển xanh. Microsoft hỗ trợ cho NGO thông qua TechSoup Asia và cũng có thiết lập và ứng dụng cái công nghệ của Microsoft qua trong cơ quan, qua việc là các cái máy tính của cán bộ thì là đều được sử dụng cái bản quyền Windows 10. Và ngoài ra thì có thiết lập cái hệ thống server để đảm bảo các cái thông tin và dữ liệu được
lưu trữ một cách gọi là có hệ thống, có hiệu quả và an toàn. Qua các cái hiện tại thì cái hệ thống dữ liệu của cơ quan thì được đưa ở ba cái hệ thống chính, đó là server của máy tính cá nhân và có cái ổ gọi là ổ cứng di động bên ngoài, được cập nhật thường xuyên liên tục cái nguồn thông tin để có thể đảm bảo cho việc mà khi cán bộ ra ngoài cơ quan thì có phải làm việc ở bên ngoài được, qua cái truy cập được vào hệ thống server để lấy thông tin làm việc ạ. Cán bộ của VNID thì cũng có cơ hội được tham dự cái khóa tập huấn trong 2019 và 10 tháng 3 về việc giới thiệu các cái phần mềm điện toán đám mây, cái mô hội thảo tập huấn cùng với lại việc tổ chức đang ứng dụng các cái công nghệ của Microsoft, thì VNID cũng mong muốn là được hỗ trợ kỹ thuật để phát triển một cái hệ thống thông tin dữ liệu về việc ứng dụng các cái mô hình năng lượng bền vững và các cái giải pháp xanh mà VNID đang thực hiện ở các cái cộng đồng, để giúp cho các cộng đồng được tiếp cận thông tin về các cái sáng kiến, các cái giải pháp mà mang lại cái lợi ích, đồng thời là có thể huy động được các cái nguồn lực để hỗ trợ cho cái việc nhân rộng các cái mô hình và các cái sáng kiến đó. Năng lượng tái tạo sẽ được cập nhật và được thể hiện trên bản đồ thường xuyên liên tục để mọi người có thể theo dõi, có thể update các cái mô hình mới và sẽ được triển khai. Cũng sẽ được thể hiện trên bản đồ và được cập nhật liên tục. Ngoài ra thì trên cái bản đồ mà mong muốn được thiết lập đấy thì VNID cũng mong muốn cái hệ thống dữ liệu này cũng sẽ thể hiện được cái nhu cầu cần thiết của các cái cộng đồng trong việc ứng dụng các cái giải pháp về năng lượng bền vững mà theo cái kế hoạch năng lượng địa phương họ đưa ra. Cái ý tưởng mà VNID đưa ra đây là từ các cái hoạt động VNID đang triển khai tại các cái cộng đồng, và chủ yếu là về các cái gói giải pháp phát triển năng lượng bền vững, các cái giải pháp xanh tại các cái cộng đồng nông thôn ở Việt Nam. Và hy vọng là với cái gói hỗ trợ này thì cộng đồng địa phương họ hoàn toàn có thể tiếp cận được thông tin và họ có được, họ hiểu, họ biết được là những cái mô hình gì họ ứng dụng được và phù hợp với cái cộng đồng của họ. Từ đó thì là góp phần mà xây dựng cái mô hình nông thôn và cái mô hình làm phát triển xanh ở các cái cộng đồng địa phương ạ. Trên đây là cái ý tưởng mà VNID đưa ra và mong muốn là sẽ được hỗ trợ từ phía Microsoft. Và qua đây thì VNID cũng xin trân trọng cảm ơn phía VUTA đã phối hợp với Microsoft tổ chức cái chuỗi sự kiện về ngày hội công nghệ về cộng đồng, để các tổ chức như VNID có cơ hội được tham gia, được chia sẻ và được nhận được sự hỗ trợ. Em xin cảm ơn anh. Xin chào quý vị đại biểu. Em xin giới thiệu tên là Tuấn Anh ạ. Anh đại diện cho Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững và trình bày về ý tưởng. Cái ý tưởng này của em sẽ mong muốn ứng dụng các công nghệ vào trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Đầu tiên em xin giới thiệu nhanh một chút về CSS là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững ạ. Bên em thì hoạt động trong ba mảng lĩnh vực chính. Thứ nhất là phát triển và trao quyền cho các bạn thanh niên, giúp các bạn thanh niên có thể đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Thứ hai là trao đổi tình nguyện và giao lưu văn hóa quốc tế. Và thứ ba là hỗ trợ các cộng đồng yếu thế như là trẻ em, khu vực miền núi, phụ nữ hay là những người khuyết tật và những thanh niên nghèo. Thì qua cái chương trình của Microsoft như là Busta tổ chức thì CSS cũng đã bắt đầu triển khai cái bộ công cụ Office 365 từ năm 2016. Và có một số cái chia sẻ từ những cái bạn thành viên trong CSS có chia sẻ về cái lợi ích khi mà sử dụng Office 365 ạ. Đầu tiên là một bạn tình nguyện viên quốc tế, bạn ấy có chia sẻ là việc chia sẻ và xem lịch làm việc của đồng nghiệp hay cùng làm việc trên tài liệu online trên Office 365 giúp công việc của bạn ấy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, làm việc trực tuyến được.
tiếp theo một bạn cán bộ trong team là bạn Thảo ạ. Thì cái việc mà tất cả email link và tài liệu của bạn được tích hợp một nơi, không phải sử dụng quá nhiều ứng dụng. Trước đây thì tổ chức có sử dụng rất nhiều ứng dụng trong rất nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đó là một số cái lợi ích mà CSS và bạn cán bộ, các bạn thành viên cảm nhận được. Về cái ý tưởng của CSS để ứng dụng công nghệ đây, thì hiện tại CSS đang gặp một số cái khó khăn và cản trở, đó là tổ chức hiện tại đang có rất nhiều các kênh thông tin để làm việc với bạn thanh niên. Tuy nhiên là bên CSS có 3 website, một website chuyên chia sẻ những cái cơ hội về tình nguyện, cái hoạt động xã hội cho thanh niên, một cái website để cập nhật những cái thông tin của tổ chức, một website thì chỉ để đấy cho mọi người vào xem thôi ạ, và không cập nhật gì. Thì cái việc đó nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình mà quản lý cũng như là quá trình mà chia sẻ thông tin khi mà phải quản lý 3 website cùng một lúc, và những cái tin bài, những cái hoạt động thì không được cập nhật một cách hệ thống. Và đồng thời là khi mà làm việc với bạn tình nguyện viên, và đặc biệt là các bạn tình nguyện viên thường là các bạn thanh niên, thì các bạn thanh niên luôn luôn là mong muốn những cái thông tin mới, những cái thông tin sáng tạo và có thể tham dự vào nhiều và cái quá trình tình nguyện nhiều hơn. Chính vì vậy mà CSS có đưa ra một số cái ý tưởng để có thể áp dụng công nghệ vào quá trình của mình cải thiện công việc và phục vụ cho cộng đồng đó. Đó là đưa tất cả vào một nơi thôi. Hiện tại thì CSS có một ý tưởng là đưa tất cả những cái trang thông tin về cơ hội cho các bạn thanh niên, cái hoạt động xã hội, những hoạt động của tổ chức, cũng như là kết nối các bạn tình nguyện viên để các bạn tình nguyện viên có thể làm việc và tình nguyện trực tuyến được ạ. Thì CSS mong muốn là áp dụng cái bộ công cụ Office 365 và các ứng dụng của Office 365 vào trong quá trình làm việc, cụ thể hơn là giúp các bạn tình nguyện viên có thể tình nguyện dễ dàng hơn. Hiện tại thì CSS đã triển khai dịch vụ Office 365 cho hơn 50 bạn tình nguyện viên để đóng góp nhiều hơn, và nhiều là đăng ký tài khoản trên website và hưởng lợi từ những ứng dụng của Office 365, từ đó có thể đóng góp cho tổ chức và đóng góp cho xã hội. Cũng như các nhóm thanh niên hoàn toàn có thể sử dụng bộ công cụ này từ CSS và hỗ trợ cho cộng đồng và mình đang làm việc cùng. Thứ hai là giúp cho cái quá trình mà quản lý website và làm việc theo nhóm trên website tốt hơn. Ví dụ như là CSS sẽ lên cái hệ thống làm việc ở trên team ạ, trên cái ứng dụng mới, và sử dụng SharePoint để chia sẻ tài liệu và quản lý tin bài. Cái việc này sẽ giúp cho mọi người quản lý tin bài và cập nhật tin bài một cách dễ dàng hơn và trong thời gian thực, thay vì là một người gửi email cho người kia và sau là lỡ bạn đi ra ngoài đấy không biết gửi gì ạ. Có rất nhiều trường hợp mà khi mà cần cái tin gấp nào đó trong một trường truyền thông, thì nếu các bạn làm truyền thông bạn ra ngoài và bạn lại trả lời là em không có máy tính ở đây, tôi tận dụng giờ lỡ thì tớ tối về sẽ gửi cho, và nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình cập nhật tin bài. Tiếp theo là chia sẻ và chỉnh sửa cái tài liệu trực tuyến, nó sẽ giúp cho cái quá trình làm việc và quá trình triển khai nhanh gọn và dễ dàng hơn. Tiếp theo đó là hiện tại CSS có làm việc rất nhiều các bạn thanh niên, rất nhiều các đội nhóm thanh niên tình nguyện trên toàn quốc, và cái chi phí để tổ chức cái chương trình tập huấn hội thảo nâng cao năng lực cho các bạn đấy, thì cái một trong những cái chi phí nhiều nhất đó là chi phí di chuyển và đi lại. Vừa rồi thì CSS có tổ chức một cái buổi hội thảo về kỹ năng quản lý dự án cho khoảng 40 bạn thanh niên ở cả Bắc và Trung Việt Nam, thì nó giúp các bạn có thể tiếp cận những kiến thức này dễ dàng hơn. Giúp CSS có thể tiếp cận các bạn thanh niên trên nhiều vùng miền hơn, đặc biệt là cái vùng mà cái điều kiện di chuyển, điều kiện kinh tế không thuận lợi. Tiếp theo là tổ chức rất là mong muốn có thể lưu trữ những cái phần hội thảo hoặc là những phần chia sẻ trực tuyến này và đưa lên website để cho tất cả các bạn thanh niên và tất cả những người dùng khác đều có thể xem được và có thể ứng dụng trong cái quá trình mà mình làm việc, và đặc biệt là quá trình mình làm tình nguyện để góp cho xã hội. Trên đây là một số cái ý tưởng của CSS để có thể ứng dụng cái công nghệ, đặc biệt là bộ công nghệ Office 365 và quá trình làm việc và đóng góp cho cộng đồng. Rất cảm ơn Microsoft và Bootstar đã hỗ trợ cho tổ chức và đặc biệt là tất cả các tổ chức ở đây. Xin cảm ơn.
tâm CSDS vừa có những cái chia sẻ rất là theo tôi, với cá nhân tôi thì mình nhận thấy rất là hữu dụng, và gần như là các đại biểu chắc là cũng có thể nhìn thấy được là những cái từng ứng dụng trong Office 365 đã được áp dụng vào cái công việc hàng ngày sẽ như thế nào. Và các ý tưởng này thì cũng sẽ được Vista và Microsoft hỗ trợ để triển khai hiện thực hóa trong thời gian tới. Sau đây xin trân trọng kính mời Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hội Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Mục Lê Bội Linh, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ lên sân khấu để trao giải cho các tổ chức ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin chúc mừng và trân trọng kính mời đại diện các tổ chức Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Điện Bền vững CSDS lên sân khấu ạ. Phần thưởng dành cho tổ chức đoạt giải bao gồm một khoản tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và gói hỗ trợ kỹ thuật để hiện thực hóa ý tưởng. Một lần nữa xin chúc mừng hai tổ chức ạ. Xin kính mời các lãnh đạo và các tổ chức ở lại, và sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể các đại biểu ạ có mặt trong hội trường, chúng ta sẽ lên sân khấu để chụp một bức ảnh lưu niệm chung ạ. Vâng. Nền tảng điện toán đám mây sẽ thay đổi đáng kể cách chúng ta làm việc, hợp tác, chia sẻ thông tin. Và để hiểu rõ hơn về sức mạnh của công nghệ này, xin mời quý vị lắng nghe chia sẻ của ông Phạm Tiến Dũng, chuyên gia công nghệ đến từ Microsoft về nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure. Thì hôm nay là rất hân hạnh được đến đây để chia sẻ với các anh chị giải pháp của Microsoft mang tên là Microsoft Azure, giúp các anh chị có thể mở ra được những cái tiềm năng mà đang có ẩn trong các cái tổ chức cũng như cái công ty của mình. Thì đặt ra hai câu hỏi. Thứ nhất là Microsoft Azure là gì, và thứ hai là Microsoft Azure làm được gì mà để có thể mở ra được những tiềm năng mà tôi vừa nói. Thì để trả lời câu hỏi đấy thì chúng ta hãy cùng nhìn qua một cái thực trạng hiện nay, đó là chúng ta thấy rằng là cái sự hiện diện của công nghệ nó đang có mặt ở khắp mọi nơi, đúng không? Từ mọi cái khía cạnh của cuộc sống ấy, mà chúng ta có thể thấy được cái sự xuất hiện của công nghệ. Đơn cử như là cái việc mà buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta đọc báo, thì ngày xưa chúng ta sử dụng những cái kiểu báo giấy, đúng không? Bây giờ chúng ta có thể sử dụng smartphone, tablet để chúng ta có thể lên đọc những tờ báo điện tử. Nay với công nghệ chúng ta có thể là lên những cái trang web online để chúng ta có thể mua sắm trực tuyến được. Đấy là một vài ví dụ của cái sự xuất hiện của công nghệ. Và cái công nghệ xuất hiện một cách là rất là rộng rãi như vậy, và nó đã bùng nổ nên rất là mạnh mẽ. Và chính cái sự bùng nổ này đã làm cho các cái công ty, các cái tổ chức lên, họ có thể ứng dụng được công nghệ để lên được những cái kế hoạch làm sao có thể đổi mới và có thể là phát triển được trong cái lĩnh vực mà họ hoạt động. Thì với cái xu hướng, với cái sự bùng nổ của công nghệ này ấy, thì đặt ra một cái vấn đề là làm sao các cái tổ chức có thể theo kịp được cái sự bùng nổ này, làm sao có thể tồn tại, có thể phát triển được trong cái thời buổi của công nghệ số đang phát triển rất là mạnh mẽ. Thì để làm được cái điều này ấy, thì có một cái xu hướng có tên là Digital Transformation, được rất nhiều các công ty cũng như tổ chức quan tâm ngày nay. Thì Digital Transformation nó là một cái xu hướng mà gần như là các cái công ty, tổ chức, các anh chị cần phải đặc biệt quan tâm. Đây là cái con số mà các cái công ty thuộc trong top Fortune 500, tức là đây là danh sách các công ty mà có cái giá trị lớn nhất ở Mỹ, 500 các cái công ty có giá trị kinh doanh lớn nhất ở Mỹ, họ đã phá sản vào năm 2010 bởi vì cái việc là không theo kịp được cái thời đại công nghệ, cái sự bùng nổ của công nghệ. Thì đấy là một con số mà tôi muốn lấy ra ví dụ để các anh chị có thể thấy được cái mức quan trọng của cái việc ứng dụng công nghệ vào trong cái hoạt động của các tổ chức. Hay nói một cách khác là chúng ta nắm được một cái xu, chúng ta chạy theo được cái xu thế là digital transformation.
thì có thể dễ dàng thấy được là hiện nay có rất nhiều cái công ty họ nhìn ra được rằng là công nghệ là cái chìa khóa chính để có thể mở ra được cái cửa, một cái cánh cửa để có thể phát triển mạnh hơn và sáng tạo hơn. Thì các cái công ty này họ đã lên vạch ra được những cái chiến lược làm sao để ứng dụng được công nghệ vào, và những cái chiến lược khi họ họ xây dựng ra để áp dụng công nghệ vào thì dựa trên bốn cái yếu tố chính, bốn mục tiêu chính. Thứ nhất là làm sao để ứng dụng công nghệ để thu hút được nhiều khách hàng hay nhiều người dùng hơn đến với cái sản phẩm hay là đến với những cái hoạt cái lĩnh vực kinh doanh của mình, hoạt động của mình. Cái thứ hai là làm sao để ứng dụng công nghệ để cải tiến được cái sản phẩm, cải tiến được cái mô hình hoạt động của các cái tổ chức công ty của anh chị. Cái thứ ba là làm sao để cái công nghệ tôi ứng dụng vào để tối ưu hóa được cái quy trình vận hành của cái tổ chức, cái quy trình vận hành của các tổ chức của công ty của anh chị. Và điều cuối cùng trong bốn cái mục tiêu đó là làm sao ứng dụng công nghệ để thúc đẩy được những cái năng lực mà những năng lực mà nó nội nó có ở trong mỗi cái cá nhân trong tổ chức, tức là các cái nhân viên của anh chị. Thì với cái bốn cái mục tiêu này ấy, nó giúp hình thành nên được những cái kế hoạch, những cái chiến lược để giúp các cái công ty làm sao để có thể là nắm kịp được cái xu thế digital transformation và giúp sáng tạo đổi mới. Thì đi để cho các anh chị có thể thấy rõ hơn được cái sự quan trọng của cái xu hướng digital transformation, thì trên slide có tôi muốn chia sẻ với anh chị những con số như sau. Thứ nhất là theo một cái báo cáo của Gartner, một cái công ty mà chuyên làm về những cái báo cáo liên quan đến các cái lĩnh vực, trong đó có IT, thì chúng ta có một cái con số đó là 1 triệu các cái thiết bị di động sẽ là có online, tức là kết nối với internet mỗi giờ vào năm 2020. Chúng ta có thể hiểu hơn người dùng, hiểu hơn với khách hàng và làm sao để chúng ta có thể tối ưu hóa được cái quy trình kinh doanh và làm sao engage với khách hàng nhiều hơn với sản phẩm của mình. Cái thứ hai hình thành bởi cái sự bùng nổ của công nghệ. Thì 12 năm chính là cái tuổi đời trung bình của các công ty nằm trong top 500 có giá trị vốn hóa và giá trị cổ phiếu cao nhất của Mỹ vào năm 2020. Và một con số khác mà muốn chia sẻ đó là 81%. Đây là 81% các cái doanh nghiệp mà theo một cái bảng khảo sát của Microsoft là cái tổng đề thứ 3. Thì 81% các công ty mà khi mà Microsoft các nhân viên thứ 3 để nói chuyện hỏi rằng là anh sẽ ứng dụng công nghệ như thế nào để theo kịp được cái xu thế, xu hướng digital transformation, thì họ trả lời rằng là họ 80% này họ mong muốn sử dụng hoặc đang sử dụng cái mô hình công nghệ đó là hybrid cloud. Tức là thế nào? Tức là họ muốn song song cái việc là tôi có một cái hạ tầng này, các anh chị có website hay những ứng dụng không, chúng ta có server, có những cái môi trường hạ tầng để chúng ta lưu trữ và host nó truyền thống. Đấy là cái hạ tầng truyền thống của anh chị. Tuy nhiên thì các anh chị lại muốn ứng dụng sức mạnh của công nghệ điện toán đám mây, muốn mở rộng ra những cái tính năng sử dụng những cái dịch vụ trên điện toán đám mây, và tôi muốn hai cái hệ thống đấy hoạt động song song. Thì cái cách mà hoạt động như vậy, cái mô hình hoạt động như vậy chính là cái mô hình của hybrid cloud kết hợp giữa cái hạ tầng truyền thống lẫn hạ tầng trên công nghệ điện toán đám mây. Thì 81% các công ty họ muốn sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Cái sự quan trọng của công nghệ, những cái con số biết nói cái mức cái sức quan trọng của công nghệ, cái độ quan trọng của công nghệ nó ảnh hưởng đến như thế nào đến các cái công ty và các tổ chức. Thì quay trở lại cái câu hỏi là Microsoft là gì, Microsoft Azure là gì, và Microsoft Azure giúp gì trong cái việc là mở ra những tiềm năng cho tiềm năng đang còn ở các cái tổ chức và công ty. Thì Microsoft Azure là một cái nền tảng điện toán đám mây mà giúp cho các anh chị
biến được cái mong muốn là SEO theo kịp được cái xu thế digital transformation thành hiện thực. Đây là một cái nền tảng điện toán đám mây mà được Microsoft xây dựng, mang đến cho các anh chị một cái một nhóm các cái dịch vụ, các cái công cụ để các anh chị có thể là ứng dụng được công nghệ vào trong các cái sản phẩm như là mô hình hoạt động của các công ty của anh chị. Thì cái sản phẩm Microsoft Azure này là một cái nền tảng điện toán đám mây, đúng không? Thì khi mà Microsoft xây ra cái nền tảng điện toán đám mây này, họ hướng tới cái việc là digital transformation, và để làm được cái câu chuyện là phục vụ cho cái xu hướng xu thế digital transformation, Microsoft vạch ra bốn cái chiến lược, bốn tiêu cho nền, cho cái nền tảng điện toán đám mây này. Thứ nhất là tôi muốn xây dựng một cái nền tảng điện toán đám mây mà làm sao nó phải là tin cậy. Khi các anh chị mà ứng dụng công nghệ thông tin vào, đúng không, chúng ta sẽ lưu trữ dữ liệu, chúng ta sẽ thu thập dữ liệu từ người dùng, từ chính bản thân và các cái hoạt động kinh doanh hay hoạt động của các cái tổ chức của anh chị. Thì những dữ liệu này hiện nay ở cái thời đại công nghệ này, dữ liệu nó là vô giá, nó gần như là có dữ liệu, những tổ chức nào có dữ liệu gần như là có tất cả, họ có thể làm được rất nhiều thứ ở trên những cái đống dữ liệu mà họ có được. Thế thì làm sao để tôi có thể bảo vệ được những cái dữ liệu mà tôi lưu trữ trên cloud, làm sao để tôi bảo vệ được những cái tài sản, tức là những cái hình ảnh, video, rồi file Word, Excel, các thứ khi lưu trữ lên cloud. Thì Microsoft Azure, một trong những mục tiêu Microsoft Azure xây dựng ra để giải quyết được cái việc bảo vệ được những cái dữ liệu và tài sản của anh chị lưu trữ ở trên cloud. Ngoài ra, đấy là phía Microsoft. Ngoài ra, Microsoft cũng cung cấp cho các anh chị một cái công cụ tên là, ví dụ ở đây tên là Microsoft Security Center. Thì trên này cung cấp cho anh chị những cái dashboard hay là những cái recommendation, những cái lời khuyên để giúp các anh chị có thể tối ưu được những cái sản phẩm dịch vụ của mình ở trên Azure, đưa ra cho anh chị những cái biểu đồ trực quan cũng như là những cái recommend là anh chị cần làm gì. Thứ nhất là phát hiện và phản hồi lại được những cái hiểm họa đang rình rập những cái sản phẩm cho anh chị. Đấy là về bảo vệ các cái dịch vụ tương đương với việc bảo vệ dữ liệu và bảo vệ tài sản của anh chị. Ngoài ra thì Microsoft còn bảo vệ cái sự hoạt động, cái sự ổn định khi mà các anh chị triển khai ứng dụng ở trên Microsoft Azure. Thì thể hiện qua việc là nếu các anh chị trong cái bài toán mà các anh chị muốn mở rộng phạm, cái tổ chức mình muốn mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài toàn cầu, cũng được cái nhu cầu mở rộng hoạt động quy mô toàn cầu của anh chị bằng cách là họ đặt rất nhiều các cái data center, tức là những cái khu trung tâm đặt máy chủ của Microsoft Azure giải khắp rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Và tính đến cái buổi nói ngày hôm nay thì hiện có khoảng 38 khu vực là đặt cái data center của Microsoft Azure. Như vậy các anh chị hoàn toàn thể yên tâm được rằng là nếu như tôi cần là tôi đang hoạt động ở Việt Nam và tôi muốn mở rộng phạm vi hoạt động ở Mỹ, thì cái ứng dụng của anh chị vẫn có thể là hoạt động một cách ổn định và tốc độ không khác gì so với hoạt động truyền thống, tức là ở Việt Nam trước đấy. Chuẩn của các cái ngành cũng như là các quốc gia hay là các tiêu chuẩn chung trên thế giới, thì các cái dịch vụ trên này được Microsoft xây dựng, và khi mà họ trước khi họ đưa ra cho các anh chị sử dụng thì họ đã phải trải qua những cái bài kiểm thử để làm sao có thể có được những cái chứng chỉ từ các cái công ty và cấp các cái chứng chỉ về tiêu chuẩn của ngành hay là tiêu chuẩn chung của thế giới. Thì các hầu hết các cái tiêu chuẩn mà phổ biến mà dạng co dạng tạp chí thì đều được hỗ trợ ở trên Microsoft Azure. Rồi đó là chốt. Cái thứ hai là cái tính mở. Thì như tôi vừa nói thì các cái sản phẩm, các cái công cụ mà các anh chị hiện tại đang sử dụng để phát triển ứng dụng hay để vận hành ứng dụng, thì hầu hết đều được hỗ trợ trên Microsoft Azure. Thì cụ thể ở đây các anh chị có thể lấy ví dụ như, tôi tin chắc là hầu hết các NGO hay thường sử dụng các phần mềm mã nguồn mở, đúng không? Thì gần như các cái phần mềm mã nguồn mở, các sản pháp mã nguồn mở nổi tiếng hiện nay thì đều được hỗ trợ trên Microsoft Azure. Ví dụ như là chúng ta sử dụng WordPress để xây dựng ra website, hay là chúng ta sử dụng
MySQL để điều chỉnh cơ sở dữ liệu chẳng hạn. Tôi ví dụ nha, một vài công nghệ mã nguồn mở mà tôi nghĩ là các chị hay sử dụng đến thì đều được hỗ trợ ở trên Microsoft Azure này. Đó là tính mở của Microsoft Azure. Tính thứ hai, tính thứ ba là về đổi mới, thúc đẩy cái việc sáng tạo trong các ứng dụng. Thì Microsoft Azure cung cấp cho anh chị những cái dịch vụ mà để các anh chị có thể nhanh chóng phát triển những ứng dụng của mình trên cái nền tảng công nghệ điện toán đám mây này, cũng như là đưa ra cho các anh chị những option rất là linh hoạt để các anh chị có thể lựa chọn rằng tôi muốn thuê của anh là một con máy ảo để tôi có thể là tôi tự làm những điều mà tôi muốn, hay là tôi muốn thuê những cái dịch vụ mà anh đã cấu hình sẵn và tôi chỉ việc lên trên đấy tôi gọi là đây số bốt tôi lên tôi chạy của tôi. Thì tùy theo vào những cái nhu cầu của anh chị mà các anh chị có thể lựa chọn các cái dịch vụ trên Microsoft Azure. Thì cái một điều khẳng định là những yêu cầu gì mà anh chị có thì gần như là trên Microsoft Azure để có thể đáp ứng được. Ví dụ ở đây trên slide đây là có ví dụ những cái dịch vụ về hạ tầng, các anh chị cần thuê máy ảo hay các anh chị cần xây dựng những giải pháp mà dạng microservice thì đều có thể là sử dụng ở trên để có những dịch vụ có thể là sử dụng cung cấp các dịch vụ các anh chị có thể triển khai. Hay là các anh chị đơn giản thôi là tôi muốn thêm một hosting, anh đã cấu hình sẵn về bảng mật, về cấu hình cái tường lửa này kia các thứ và tôi chỉ việc cần support tôi lên mà thôi, thì cũng có các cái dịch vụ để cho các anh chị có thể sử dụng, ví dụ như trong gói dịch vụ của App Service. Thì tóm lại ở đây là những cái yêu cầu của các anh chị có trong cái việc mà sử dụng công nghệ điện toán mây hay là những hay công nghệ nói chung ấy, thì đều Microsoft Azure có thể đáp ứng được. Ngoài ra thì Microsoft Azure cũng cung cấp cho các anh chị những cái công cụ để các anh chị có thể chủ động quản lý được những cái dịch vụ mà các anh chị đang sử dụng trên Microsoft Azure. Tôi sử dụng cái dịch vụ này tôi đang tốn bao nhiêu tiền, tôi có lúc truy cập bao nhiêu, tôi có bắt hay crash là bao nhiêu lần chẳng hạn trên một ngày, thì tất cả những cái thông tin như vậy đều có những cái công cụ trên Microsoft Azure hỗ trợ. Ví dụ ở đây là một cái Azure Postal để giúp các anh chị có thể quản lý một cái cổng duy nhất để các anh chị có thể quản lý tất cả những cái dịch vụ ở trên mà các anh chị sử dụng trên Microsoft Azure. Hay là Application Insight để các anh chị có thể là biết được là bao nhiêu người sử dụng đang sử dụng website của chúng ta, họ hay vào những cái page nào, họ hay click vào những cái nút nào chẳng hạn, thì có cái công cụ như thế này. Hay là một cái là OMS, Operation Management Suite để quản lý những cái dịch vụ liên quan đến những cái hạ tầng cloud khác mà các anh chị đang sử dụng. Những câu chuyện vừa nói chúng ta có hai, chúng ta 1 triệu thiết bị rằng bây giờ là lượng dữ liệu chúng ta sẽ cho chúng ta vào năm 2020 rất là nhiều. Thế làm sao chúng ta có thể biến được cái dữ liệu này thành những dữ liệu vô chiều ra thành dữ liệu những dữ liệu biết nóng ấy? Thế thì với những cái dịch vụ trên Microsoft Azure ấy, cho phép chúng ta có thể là thứ nhất là cung cấp cho anh chị một cái hạ tầng làm sao có những cái máy tính đủ mạnh để phân tích được một cái lượng dữ liệu lớn đổ về ứng dụng chúng ta. Và cái thứ hai là cung cấp một cái frontend, một cái giao diện, một cái gọi là thế nào, một cái giao diện mặt tiền để hiển thị những cái dữ liệu mà được thu thập sau khi phân tích lại thành những cái biểu đồ trực quan của các anh chị. Thứ nhất là có thể là hiểu hơn về cái tình hình của hoạt động của tổ chức của mình. Thứ hai là đưa ra được những cái action mà phù hợp với những cái dữ liệu của mình. Ngoài ra thì có những cái công cụ mà nó tự động làm cái việc mà phân tích cũng như là đưa ra cái action đấy. Sử dụng công nghệ là tên là công nghệ machine learning, công nghệ máy. Ngoài ra nếu các anh chị muốn ứng dụng những cái công nghệ hiện đại vào trong cái câu chuyện digital transformation của các tổ chức của anh chị, ứng dụng những cái công nghệ hiện đại vào trong chính ứng dụng của các anh chị, thì Microsoft công nghệ gọi là công nghệ học máy, thì các anh chị có thể sử dụng những cái dịch vụ trên Microsoft Azure có tên là Cognitive Service. Thì anh chị có thể làm ra được những cái tính năng là phân tích hình ảnh, là phân tích những cái hình ảnh mà ví dụ như là nhân viên của mình gửi về cho một cái hội thảo này, thì có thể là sử dụng học máy làm sao là thứ nhất là đứng trước số người, hội thảo bao nhiêu người, rồi cái sự mức độ hài lòng khi mà người ta lắng nghe buổi hội thảo ra sao,
thì có những cái công cụ, những cái API để có thể là hỗ trợ cho các anh chị làm được những bài toán mà cần ứng dụng cái sức mạnh của máy. Rồi thì trên là bốn cái mục tiêu và đi sâu vào làm thế nào để Microsoft thể hiện hóa những mục tiêu của họ đề ra như vậy trong sản phẩm Microsoft Azure. Thì trước khi kết thúc cái bài trình bày, tôi muốn chia sẻ với anh chị một số con số để thể hiện rằng là tôi quảng cáo như vậy, Microsoft quảng cáo như vậy thì hiện tại nó đang chạy ra sao và cái độ tín nhiệm, cái độ mức độ sử dụng của các cái người dùng hiện nay trên thế giới với cái dịch vụ này như thế nào. Thì đây trên đây có một số những con số, ví dụ như là 190 tỷ lượt truy cập vào các cái dịch vụ mà hot mà sử dụng cái dịch vụ Azure App Service ở trên Microsoft Azure, hay là 188 tỷ lượt truy cập vào những cái website mà được lưu giữ ở trên Azure như thế này. Đây là con số rất là đáng chú ý để mọi người có thể là tham khảo về cái độ tín nhiệm của cái dịch vụ Microsoft Azure này. Đó chính là hơn 90% các công ty trong top Fortune 500, công ty mà có giá trị lợi nhuận lớn nhất ở Mỹ đang sử dụng cái dịch vụ Microsoft Azure này để thực hiện, để chạy theo cái xu hướng digital transformation của các công ty này. Thì trên là bản trình bày của tôi giới thiệu nhanh qua về các cái dịch vụ trên Microsoft Azure và giúp các anh chị làm sao để có thể khai phá được những cái tiềm năng ẩn hiện có, hiện đang tồn tại trong các cái tổ chức của chúng ta bằng việc ứng dụng công nghệ. Rất hy vọng sau buổi này các anh chị sẽ nếu có mong muốn mà chúng ta đi digital transformation, nghĩ tới ngay đến Microsoft Azure để có thể chúng ta có thể ứng dụng những cái dịch vụ trên Microsoft Azure vào trong cái bài toán mà chúng ta muốn thực hiện. Rất cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Quý vị đại biểu vừa được lắng nghe một trình bày chia sẻ về ứng dụng của Microsoft Azure trong việc triển khai tại công việc tại tổ chức. Thế tuy nhiên là có lẽ là anh Sơn Thịnh cũng mới chia sẻ về mặt kỹ thuật một chút thôi. Thế tôi cũng xin cung cấp thêm một thông tin nữa mà bên Microsoft hiện nay đang dành cho các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận. Khi mà chúng ta muốn apply cái, tức là chúng ta muốn được sử dụng cái phần Microsoft Azure này, đấy là Microsoft sẽ dành một gói trị giá $5,000 để cho các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận có thể ứng dụng và sử dụng Microsoft Azure $5,000 ạ, với các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận. Đấy là một con số trong vòng 1 năm ạ. Gói này được sử dụng trong vòng 1 năm và gói thực $5,000 cho mỗi tổ chức đấy ạ. Chứ không phải là $5,000 mà cho dành nhiều các tổ chức đâu ạ. $5,000 trong vòng 1 năm ạ. Rất là lớn, và cái việc triển khai cũng như là qua một số kinh nghiệm từ phía ban tổ chức thu lại được thông tin từ các tổ chức đã ứng dụng thì gần như là chúng ta còn không sử dụng được hết cả $5,000 này đâu ạ. Có được thêm động lực để chúng ta nhận thấy là chúng ta đã muốn sử dụng lắm rồi, nhưng mà bây giờ liệu là có cái gói hỗ trợ nào không cho các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận. Sau đây thì xin kính mời quý vị đại biểu chúng ta sẽ nghe thêm một chia sẻ từ Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI, là một trong những đối tác quan trọng của Microsoft và đã ứng dụng Azure, trải nghiệm sử dụng Azure trong công việc. Cái Microsoft triển khai là dự án G-Spark Career Readiness. Dự án của chúng tôi thì tập trung và nâng cao cái năng lực cho các cái thanh niên ở trong các cái trường cao đẳng nghề cũng như là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì mục tiêu của dự án gồm có 3 phần. Thứ nhất là giới thiệu khoa học máy tính, cập nhật các kỹ năng công nghệ thông tin để hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ ở trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa để cải thiện năng lực làm việc và khả năng cạnh tranh trong cái thị trường lao động. Thứ hai là cung cấp cái kỹ năng nghề nghiệp cần thiết của các bạn cho các bạn trẻ đang tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp hoặc là muốn khởi sự doanh nghiệp của riêng mình. Và thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kiến thức về quản lý kinh doanh. Sau triển các hoạt động của cổng thông tin ở trên cổng thông tin thì nó gồm có những hoạt động sau. Thứ nhất là những hoạt động mentoring và hỗ trợ tư vấn, thì để cho sau khi mà chúng tôi triển khai các hoạt động đến các em sinh viên thanh niên thì chúng tôi có xây dựng một đội ngũ tư vấn trên nhiều lĩnh vực, ví dụ như công nghệ thông tin, ví dụ như là digital marketing, kỹ năng khởi nghiệp,
và các anh thanh niên sau khi mà tham gia vào chúng tôi thì có thể là bàn với và liên hệ trực tiếp với các cái tư vấn và qua đó có thể đặt các câu hỏi rồi giải đáp. Thứ hai là đào tạo các kỹ năng mềm, các kỹ năng mềm thì kỹ năng tôi xin giới thiệu sau, và các cái kỹ năng mà chủ yếu để cho các em thanh niên là có thể là có được cái ví dụ như là quản lý công việc hiệu quả hơn, hoặc là làm thế nào để viết cái hồ sơ lý lịch của mình và trả lời cái phỏng vấn khi đi xin việc. Cơ hội nghề nghiệp, ở đây chúng tôi có một phần nữa, chúng tôi là một cổng kết nối, và hiện nay mỗi trung bình là mỗi một tháng chúng tôi cũng đăng tải như đây khoảng 30-40 cái việc làm mới, và để cho các em thanh niên có thể vào đây để tìm hiểu và đi làm các tuyển dụng. Ý tưởng kinh doanh, hiện nay chúng tôi triển khai ý tưởng này là các thanh niên sẽ post cái ý tưởng kinh doanh của mình lên trên này và trên cổng thông tin, và sau đó khi mà các doanh nghiệp quan tâm thì có thể liên lạc với các bạn thanh niên thông qua chúng tôi, và sẽ sau đó thì có thể gặp gỡ nhau và các doanh nghiệp cân nhắc xem có nên đầu tư hoặc tư vấn gì không. Thì để xây dựng cái cổng thông tin rồi thì chúng tôi gặp phải một cái vấn đề, sau khi xây dựng xong thì là chúng tôi phải đi thuê hosting ở bên ngoài. Đấy thì nó gặp rất nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là chúng tôi gặp khó khăn là về cái dung lượng, cái băng thông dung lượng thì ít, trong khi chúng tôi có nhu cầu upload đến rất nhiều cái video. Thứ hai là cái băng thông thì truy cập thì người ta rất hạn chế, và với cái chi phí thì cũng tương đối cao. Do đó thì chúng tôi đã được Microsoft giới thiệu đi làm Azure, và qua tìm hiểu thì chúng tôi thấy rằng là đây là một giải pháp rất tốt cho các cái tổ chức doanh nghiệp cũng như là các cái tổ chức phi chính phủ như chúng tôi. Thì sau khi đăng ký thì rất nhanh qua hai bước. Thứ nhất là tôi đăng ký qua TechSoup, một cái tài khoản TechSoup, sau đó họ cho tôi một cái tân kèm, tức là một cái mã, và lên bên đầu Azure đăng ký rất nhanh. Và khi triển khai đưa cái cổng thông tin lên trên Windows Azure thì chúng tôi thấy có một số cái điểm mạnh sau. Thứ nhất là cái dịch vụ điện toán đám mây thì nó mang đến cho chúng tôi một cái sự gọi là liên tục. Ngoài ra thì Windows Azure nó có thêm một số cái điểm mà chúng tôi thấy cũng hay. Thứ nhất là mạng truyền tải nội dung là CDN thì là cho phép là truy cập ở trên thế giới với độ trễ thấp, bởi vì nó sẽ bị một vấn đề là khi mình để máy chủ ở Việt Nam thì ở bên nước ngoài người ta làm thì truy cập nó rất là chậm, nhưng mà ở đây Microsoft thì có khoảng 38 cái máy chủ khắp nhiều điểm trên thế giới, thì ví dụ mỗi một nơi người ta truy cập thì nó sẽ nhanh hơn. Và cái Active Directory thì cho phép là nhận dạng điều chỉnh truy cập ở ứng dụng điện toán đám mây. Ngoài ra có ba cái vấn đề mà chúng tôi cũng thấy rất là hữu ích. Thứ nhất là cái cơ sở dữ liệu, bởi vì là trang cái cổng thông tin của chúng tôi thì là có các cho phép các doanh nghiệp nhỏ vừa đăng ký thành viên, và các cái em sinh viên, các thanh niên cũng đăng ký thành viên ở trên đấy, cho nên chúng tôi đã xây dựng một cái cơ sở dữ liệu. Và ở đây thì Microsoft sử dụng cái công nghệ SQL, cơ sở dữ liệu SQL thì chúng tôi sử dụng ở trên này nó rất là thuận tiện. Và gần như là mình không phải lo gì về cái chuyện là công nghệ nữa, mà chỉ có lo việc mà chỉ lo để tập trung cái phần dữ liệu của mình thôi, sao cho tốt. Lưu trữ thì nếu như cho mình nói hiện nay, trước đây chúng tôi thuê hosting đầu tiên thì lưu trữ cũng thấp, chỉ khoảng 3GB thôi, nhưng mà vào bây giờ khoảng 50GB là lưu trữ, thì mình có thể đưa các cái video, đưa rất nhiều nội dung giảng dạy lên trên đấy. Và các cái gói lưu trữ này thì được sao lưu rất là tốt. Theo như trước đây chúng tôi có tìm hiểu thì là trung bình là được sao lưu vào khoảng 100, tức là sao lưu một ngày từ 4 cho đến khoảng 50 lần, 4 lần đến 50 lần, và cái dữ liệu sẽ lưu trữ cho chúng ta vào khoảng 180 ngày. Như vậy là nếu mà có bị mất cái gì thì bách mình quay trở lại nó rất là dễ. Trong khi nếu như trước đây thì khi mà chúng tôi sử dụng cái máy tải để tải cơ quan, chúng tôi đã có nhiều, trước đây cũng mua mấy cái máy chủ rồi, thì đôi khi quá trình sao lưu mình lại phải mua thêm ổ cứng rồi các thứ rất là tốn kém. Và có ví dụ thứ bảy chủ nhật là ID để đến cơ quan xong rồi tắm rồi ngồi sao lưu backup, nó không được thường xuyên. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn đang được cái hỗ trợ của Microsoft, tức là một cái gói cái tài trợ hiện nay là $5,000. Thì sau khi đăng ký thì anh chị sẽ nhận được một cái email
ở đây họ xác nhận là chúng tôi có một cái số lượng là 5.000 đô và theo như chúng tôi tìm hiểu thì sử dụng cúp phẩm rất là thoải mái hết được 5.000 đô này. Và sắp tới thì vào tháng 9 chúng tôi có tổ chức cái diễn đàn là khởi nghiệp APEC và chúng tôi đang xây dựng trang web và sắp tới đưa luôn cả trang web đăng ký và giới thiệu về cái sự kiện này lên trên đây để cho các cái đại biểu từ các nước APEC tham gia. Và cái video bao giờ cũng sẽ giúp hơn, hữu ích hơn bởi vì là các cái quốc gia ở nhiều ở trong khu APEC họ truy cập vào thì chắc chắn là sẽ nhanh hơn và khi mà truy cập vào cái máy chủ tại Việt Nam. Phần trình bày của tôi xin kết thúc, nếu anh chị nào có câu hỏi thì xin chào anh giải hơn một chút đúng không ạ, nhưng mà rất là chi tiết và chia sẻ về những cái mà về việc VCCI đã ứng dụng được Azure như thế nào trong công việc để các tổ chức có thể rõ hơn. Sau đây thì chúng ta sẽ có để tô đậm thêm cái bức tranh công nghệ ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời bà Lê Hồng Nhi, trưởng phòng quan hệ cộng đồng của Microsoft sẽ có đôi lời phát biểu về chương trình Technology Forum. Xin chào tất cả mọi người. Về những cái chương trình từ sáng giờ thì mọi người nghe được rất là nhiều đúng không ạ? Các công nghệ khác nhau và những cái hỗ trợ của Microsoft dành cho các NGO thì tôi xin giới thiệu lại, tôi là Lê Thị Hồng Nhi, phụ trách những cái hoạt động gọi là hỗ trợ cộng đồng của Microsoft Việt Nam. Và tại Việt Nam thì có rất là nhiều các hoạt động khác nhau. Thì tôi muốn là trình bày một chút để mọi người hiểu được cái bức tranh tổng thể là cái hoạt động này nó nằm ở đâu. Và Microsoft ngoài tất cả những cái hỗ trợ mà Microsoft dành cho khối phi chính phủ, phi lợi nhuận là bao gồm những cái gì và tại sao lại như vậy thì đây nằm trong một cái chiến lược của Microsoft để gọi là Complete Cloud for Nonprofit. Và để mà bắt đầu thì tôi xin mọi người xem một cái video. Ở trong này có một đứa cháu bị mất tích, cháu gái bị mất tích. Khoảng 1.2 triệu trẻ em mỗi năm bị mất tích. Và những trẻ em này bị mua bán, bị gọi là lạm dụng tình dục hoặc là bị bắt đi lao động. Và cái NGO này là nhiệm vụ gọi là Child Protection Unit ở Campuchia. Họ có nhiệm vụ để bảo vệ các trẻ em này. Trước kia thì họ phải lưu trữ dữ liệu bằng giấy và mỗi lần để tìm kiếm những cái dữ liệu hay chuyển những cái dữ liệu này rất là khó khăn. Thì bây giờ họ ứng dụng Office 365 để cộng tác giữa những cái đội tìm kiếm. Họ thu thập hình ảnh tại hiện trường và đưa thẳng về để điều tra. Đấy, họ thu thập bằng smartphone. Tất cả các cộng đồng dù ở đâu thì họ đều có thể tiếp cận với những cái thông tin về đứa trẻ mất tích này để có thể giúp đỡ cho NGO tìm ra những cái đứa trẻ này. Đấy, họ thu thập dữ liệu và gửi thẳng về cho cái headquarter của mình, cho cái trung tâm của mình. Nhưng mà NGO đã tìm ra cô gái này và đưa về và tôi vô cùng vui mừng. Vậy cho nên khi mà nói về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư v.v. không phải là cái từ để cho sang mồm này đúng không ạ? Bởi vì chúng ta nghe nó hơi rất là xa xôi và tôi đã từng làm cho NGO gần 10 năm và tôi biết cái NGO và công nghệ nó vẫn còn một cái khoảng cách và những cái sử dụng của mình chủ yếu là email đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ cái cuộc cách mạng về công nghệ này nó ảnh hưởng đến cái công việc của NGO như thế nào? Tôi biết
tình nguyện đều có thể dùng các smartphone, và chúng ta cũng không bao giờ tưởng tượng được cách đây 10 năm đến bây giờ chúng ta dùng Uber, dùng Grab, và những cái đấy đã hoàn toàn thay đổi cái cách mà bất cứ một người nào, không phải là chỉ những kỹ sư IT, mà công nghệ đã kết nối mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị. Để điều đấy nó có nghĩa là như thế nào, như ngày xưa cái chúng ta để mà tiếp cận đối với một cộng đồng ở Hà Giang chẳng hạn thì rất là khó khăn đúng không? Nhưng mà bây giờ những người, những thầy cô hoặc là những bạn ở Hà Giang vẫn có thể kết nối với những lớp học hoặc là kết nối với những cái thông tin ở bất cứ nơi đâu như những bạn ở Hà Nội. Vì vậy thì chưa bao giờ nó dễ dàng như vậy để mà kết nối với những cộng đồng ở vùng sâu vùng xa. Và cái việc đấy là các hiệp hội NGO nào đều rất là cần khi mà có thể tiếp cận dễ dàng với cộng đồng của mình và nhân rộng kết quả một cách dễ dàng. Ngày xưa nếu một tình nguyện viên thì đôi khi họ cũng rất là muốn phục vụ cộng đồng nhưng họ chỉ có một mình thôi, và cái việc đấy là rất là khó khăn. Còn bây giờ dù là NGO nhỏ hay là NGO lớn, nếu mà họ tâm huyết với cái việc họ làm thì với công nghệ họ có thể nhân rộng cái việc làm của mình rất là nhiều lần. Các tổ chức như SOS Việt Nam rất là lớn đều có thể hợp tác, thì chưa bao giờ cái việc nhân rộng nó lại dễ dàng như thế, dễ dàng ít nhất là với cùng NGO và sử dụng công nghệ. Và chúng ta có thể có những cái dữ liệu về cộng đồng và có thể chia nhóm lại, ví dụ các cái đối tượng của chúng ta là phụ nữ hoặc là trẻ em hoặc là kỹ sư hoặc là những đối tượng dân tộc thiểu số, thì chúng ta những cái dữ liệu chúng ta có thể chia ra và phân tích và đánh giá, cho nên cái sự tham gia của chúng ta, cái can thiệp đối với cộng đồng nó càng ngày nó càng sâu hơn. Dự đoán được kết quả với những cái thống kê và những cái dữ liệu thu thập được thì chúng ta càng ngày cái dự đoán kết quả cũng dễ dàng hơn và đo lường được những cái tác động của mình với cộng đồng. Thay vì ví dụ tôi nói là một NGO gọi là Blue Dragon hoạt động ở Quảng Trị, mà câu chuyện họ cũng vừa rồi chia sẻ với tôi là họ làm survey về cái việc là dạy bơi cho trẻ em để phòng chống đuối nước, thì họ không biết nào để khảo sát, bởi vì là cái khảo sát bằng giấy thì mỗi lần nó rất là mất công và tổng hợp. Nhưng mà bây giờ với Microsoft Form, họ dùng Microsoft Form, họ có thể khảo sát một lúc đến 50.000 học sinh để biết rằng là các em cần cái kỹ năng bơi của các em đến đâu và các em cần những cái kỹ năng gì và cái nguy cơ về đuối nước ở cộng đồng các em như thế nào. Tức là cái việc đo lường hoạt động chưa bao giờ dễ dàng như thế nếu mà bạn sử dụng công nghệ. Thì tôi lặp lại một lần nữa là sứ mệnh là giúp mọi người, mọi tổ chức trên thế giới thành công hơn, và điều đấy không chỉ là một cái vô khẩu hiệu bình thường mà chúng tôi muốn đảm bảo rằng khi mà công nghệ tiến lên phía trước thì không chỉ những kỹ sư IT hay là những nhà trí thức mới được dùng công nghệ, mà chúng ta cũng đảm bảo rằng không để ai lại ở phía sau trong cái chặng đường này. Và những cái cộng đồng đấy là những cộng đồng vùng sâu vùng xa, những cái cộng đồng mà chỉ có những NGO như các bạn mới có thể đổi tới được. Vì vậy Microsoft mới đưa ra cái chương trình gọi là Microsoft Philanthropies, mà tôi là người phụ trách chính ở Việt Nam, và chúng tôi hướng đến những đối tượng nào? Thứ nhất là thanh niên, tức là có cái chương trình Youth Spark, mà hiện tại ở Việt Nam có 8 đến 10 các cái tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận đang nhận cái hỗ trợ Youth Spark này. Vào năm vừa rồi thì có khoảng 51.000 các bạn trẻ được hưởng lợi từ các dự án của Youth Spark. Người di cư thì những cái người gọi là displaced people thì hàng những cái đối tượng này cũng rất cần được hỗ trợ. Những NPO hoặc NGO như các bạn cũng là một cái đối tượng của chương trình này, và những người khuyết tật thì đấy là những đối tượng chính của cái chương trình hỗ trợ cộng đồng của Microsoft. Cái ngành này, một cái ngành mà chủ yếu là nam đang tham gia, chúng tôi có một cái chương trình rất là đặc biệt, đấy là đào tạo công nghệ thông tin cho người mù, bởi những người thầy giáo là người mù và họ cũng là người sẽ dạy cho những người mù.
Vâng, trong cái chương trình mà chúng ta gọi đây là tân giao thông giao trí thực ước là Microsoft cung cấp ngoài phần mềm miễn phí, dịch vụ điện thoại đám mây miễn phí, ngoài chúng tôi cung cấp đào tạo, chúng tôi hỗ trợ sâu cho một số NGO, ví dụ sắp tới thì có thể hỗ trợ cho Green ID và CNDS để thực hiện cái ý tưởng của họ. Và PAP cũng là một cái tổ chức hoạt động trong vấn đề về phòng chống sốt rét, thì họ cũng ứng dụng công nghệ điện thoại đám mây để cải thiện giao tiếp và để có thể nhân rộng trong cộng đồng. Hoặc là một số câu chuyện như là ở Hồng Kông, một NGO họ dùng một cái giải pháp để có thể detect được cái, bởi vì Hồng Kông thì vấn đề của họ lại là aging population, tức là các cái người già hơn nhiều, và những người già đấy sống rất là buồn. Vì vậy là có một cái phần mềm để kết nối họ và để có thể giám sát được cái emotion của họ, cái cảm xúc của họ hàng ngày, thì có thể thay vì là họ không nói ra thì con cháu của họ vẫn biết là hôm đấy họ cảm thấy như thế nào, để con cháu có thể hỏi thăm, hoặc là những cái người buddies của họ có thể hỏi thăm thông qua một cái phần mềm, ví dụ ở đây ông này đang cười, ông kia thì vân vân vân. Thì là đây là một cái phần mềm gọi là Mirror Gachi của Hồng Kông và cũng do một NGO thực hiện. Next please. Đây, thì cái chương trình Technology for Good mà chúng ta đang là các NGO đang được hưởng lợi hoặc là sắp được hưởng lợi, thì là cung cấp từ các phần mềm mà các bạn cài đặt thẳng trên máy đến các phần mềm như anh Tuấn giới thiệu về Office 365, rồi là Power BI, Dynamics thì chúng tôi chưa có miễn phí, nhưng mà Azure thì là 5.000 đồng một năm. Đấy, như các bạn biết là Azure 5.000 đô một năm, và có rất nhiều, một số các tổ chức tôi rất là vui mừng là tôi khám phá ra một số tổ chức đã dùng Azure rồi, và họ dùng để hosting những cái website của họ hoàn toàn miễn phí. Thay vì các bạn phải đi thuê hosting thì bây giờ các bạn có một cái hosting miễn phí mà rất là an toàn của Microsoft. Và đối với những cái dùng bình thường thì 5.000 một năm là thường là quá mức cần thiết. Và nếu mà có những cái giải pháp mà cần cái lượng là cần cái nhiều cái credit Azure hơn thì chúng tôi có Azure Index Brand, thì cái này nó hạn chế khoảng 3 NGO một năm trên cả APAC. Và cái cách đăng ký thì rất là dễ, các bạn hiện tại các bạn có thể copy, hoặc là các bạn search Microsoft Product Donation for NGO, các bạn sẽ tìm ra trang web này, và một số bước vô cùng đơn giản. Đấy, các bạn sẽ sign in và lấy một cái validation token để chứng tỏ là tổ chức của bạn, các bạn là NGO hợp lệ được nhà nước công nhận, ví dụ có giấy phép của Blue Star hoặc là Bộ Nội vụ hoặc là Pascom vân vân. Rồi là sau khi mà đã được qualify, sau khi mà kết xúc họ qualify cho các bạn là các bạn là NGO hợp lệ, thì họ sẽ đưa một cái token, và khi có cái token này các bạn log in và cái cổng của Tết Xuân. Nhưng mà sắp tới thì chúng tôi sẽ có một cái cổng riêng mà không phải qua Tết Xuân nữa. Thì các bạn có thể chọn là Cloud Service này, Azure này, Software này, rồi là cái gì Volume Discount, tức là có những phần mềm mà không được sử dụng mà được donate, thì các bạn có thể mua với giá gọi là giá charity. Thì tất cả cái này nó như shopping online, để các bạn mua Amazon thì nó rất là dễ, thì chúng ta không tốn quá nhiều thời gian. Đấy, thì với cái technology phương thức này, Microsoft Philanthropies rất là muốn cung cấp đến cho các NGO một cơ hội để tiếp cận với cái công nghệ điện toán đám mây và cách hợp tác di động thông minh tin cậy hiệu quả. Đấy là những cái mà Microsoft gọi là make available từ chúng tôi đưa cho các bạn cơ hội đấy. Nhưng mà việc các bạn dùng những cơ hội đấy hay không thì tùy thuộc vào những người lãnh đạo của các tổ chức NGO và những cái cán bộ phụ trách IT. Và rất là nhiều trong các NGO bị rào cản là sau khi Microsoft nói hay như thế, Busta nói hay như thế, nhưng về triển khai như thế nào thì cái việc đấy là cũng tùy thuộc vào lãnh đạo của các NGO. Nếu mà các bạn quyết tâm và không có IT thì chúng tôi có thể, các bạn có thể thuê những cái IT part time, những cái đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, họ sẽ giúp
chuyển đổi từ những cái email không phải là email dành cho business sang Office 365 hoặc là dùng hoặc là chuyển đổi Azure. Và nếu mà các bạn gặp khó khăn trong việc triển khai thì các bạn có thể gặp đối tác của chúng tôi là FTT hoặc là DSP, thì họ sẽ giúp các bạn để hoặc là tư vấn cho những cái dịch vụ này. Thậm chí có những cái gọi là Microsoft Student Partners hoặc là những partner khác của Microsoft cũng có thể dành thời gian để giúp một số tổ chức mà thực sự quyết tâm muốn chuyển đổi công nghệ cho tổ chức của mình. Thì đấy là một số cái chia sẻ từ phía Microsoft thông tin. Rất là hy vọng tôi sẽ nhìn thấy rất nhiều cái thay đổi trong các NGO trong các thời gian tới. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bà Lê Hồng Nhi về những chia sẻ rất tâm huyết vừa rồi. Ban tổ chức thì cũng rất là từ đầu giờ đến giờ chúng ta đã nghe năm bài phát biểu trình bày của các diễn giả cũng như là các chuyên gia công nghệ đến từ Microsoft. Sau đây thì ban tổ chức cũng rất mong muốn được lắng nghe chia sẻ từ phía các quý vị đại biểu, từ phía những tổ chức đã đang sử dụng Office 365 hay các ứng dụng khác của Microsoft, hoặc những tổ chức đang mong muốn là sẽ được ứng dụng và sử dụng các phần mềm này, thì rất là mong được sự chia sẻ từ phía các quý vị đại biểu. Một cái tổ chức hội toàn quốc thì mỗi một lần triệu tập và họp ban chấp hành thì cũng rất là không đơn giản, bởi vì rằng là một hội toàn quốc thì có nhiều ủy viên không phải là ở Hà Nội đấy. Thế thì công nghệ của Microsoft có cho phép để chúng tôi họp ban chấp hành qua mạng không, và cụ thể là như thế nào? Hết. Thì cái công cụ đấy cho phép cài đặt tất cả các cái thiết bị, từ thiết bị di động như smartphone cho đến các cái thiết bị tablet, cho đến laptop, cho đến desktop thì đều cài đặt được, đúng không? Skype Business nó chạy rất là ổn định hơn nhiều, và nó cho phép kết nối nhiều người, lên tấn bản là 250 người một lần, đúng không? Và cái miễn là cái đường truyền đầu vào của bạn không quá yếu và không quá chắc chờ, thì bạn có miễn là bạn có một thiết bị và có thể chạy được, kết nối được với internet, thì cài đặt cái Skype Business đều có thể họp được và trình chiếu, và nó ổn định hơn rất nhiều so với cái Skype thường. Và tôi đã từng dùng Skype thường thì kết nối và nó cứ nhảy lên nhảy xuống, nhưng Skype Business thì nó rất ổn định và chất lượng họp rất là tốt. Nó là một công cụ trong Office 365 để mà các bạn có thể cài đặt Office 365 trên tất cả các thiết bị khác nhau. Về phía mình là tổ chức mình thì cho là mình là cài đặt công nghệ này. Thế nhưng mình còn có loa các cái partner của mình ở địa phương chẳng hạn, và như thế là mình lại phải follow họ, tức là phải bảo họ là cũng phải cài đặt toàn bộ quy định vào của họ cả toàn bộ cái phần mềm này thì mới có thể tương thích giữa hai cái với nhau, hay là như anh bảo bây giờ nó mở rồi, hoàn toàn là Microsoft mở có thể tích hợp giữa các phần mềm khác. Skype Business thì là nếu như mà tất cả các tổ chức phi chính phủ ta đều có thì nó là cái điều kiện tốt nhất, tức là chúng ta tương tác với nhau và sử dụng tất cả những cái ứng dụng tốt nhất và hữu hiệu nhất, cái hiệu quả nhất, cái chị Nhiên vừa nói là tiến bộ cao nhất. Tuy nhiên có những tổ chức của chúng ta mà đang sử dụng những cái ứng dụng cũng tương tự như ứng dụng UC, chúng gọi tắt là UC tương truyền thống nhất, mà không phải Skype Business. Ví dụ như là anh chị có thể dùng Skype rồi, tức là giờ phổ biến nhất là mọi người đang sử dụng Skype cá nhân, đúng không ạ? Hay là sử dụng AOL, một số nước khác thì họ dùng AOL, một số khác thậm chí là dùng cả Yahoo. Nên là các chị hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta vẫn có thể tương tác, cái công cụ tương tác của chúng ta vẫn có thể là thông suốt bình thường. Không nhất thiết là tổ chức đó là họ phải dùng Skype Business, và nếu như mà họ mà có Skype Business thì điều đấy là rất là tuyệt vời. Và hai nữa là tôi vừa chia sẻ với anh chị là thêm một con số khác nữa, là cái tương tác mà tôi vừa nói với anh chị là tương tác Skype Business là tương tác đồng thời. 250 điểm có kết nối là tương tác đồng thời, tức là tương tác có sự tương tác đồng thời là tương tác có điều khiển đa chiều, mà sau gọi là tương tác đa chiều. Có nghĩa đầu này điều khiển, đầu kia cũng có điều khiển được, tất cả 250 người đó tham gia vào có thể tham gia điều khiển để dùng sao tôi làm. Vista thì chúng ta biết là có hệ thống của hơn 80 hội, là các tổ chức NGO trực thuộc. Ngoài ra thì có rất nhiều những cái tạp chí, khoảng trên gần dưới 100 đầu mối về các tạp chí. Thế thì bây giờ
Một, bây giờ Busan muốn xây dựng một cái hệ thống mà cái quyết ai nên mới nói đấy thì bây giờ Busan phải làm gì để có thể triển khai trong vòng năm nay và họp hành thông báo và tìm kiếm luôn thì có khó khăn không? Cô rằng là có phải chi thêm nhiều tiền không? Tôi trả lời đây là rất dễ ạ, là không khó đâu mà là rất dễ ạ. Việc duy nhất như của Busta hay bất cứ một tổ chức phi chính phủ nào khác ạ, chắc là chị Hy và cũng đang có chia sẻ mọi người rồi, là chúng ta sẽ thông qua là cách xúc ở đây là có điện thoại ICT đúng không ạ, là sẽ giúp mọi người để đăng ký. Và nếu như mà chỉ sử dụng Sky for Business và những cái ứng dụng sáng nay sẽ được chia sẻ mọi người, những ứng dụng mà từ sáng đến giờ chia sẻ với mọi người ở trên kia diễn đàn ngày hôm nay ấy, hoàn toàn miễn phí cho tổ chức phi chính phủ. Tất cả những ứng dụng mà từ sáng giờ chia sẻ với mọi người, chưa là các anh chị ở trong diễn đàn ngày hôm nay thì đều là miễn phí hoàn toàn cho tổ chức phi chính phủ. Trong khi đó với những ứng dụng như sáng nay mà để dành cho doanh nghiệp thì người ta phải chi trả một khoản chi phí rất lớn, nhưng mà chúng ta hoàn toàn là miễn phí. Thế thì nếu như mà có phát sinh chi phí ấy, thì các anh chị chắc là chỉ phát sinh thêm một khoản chi phí liên quan đến việc là nếu như anh chị muốn triển khai sâu rộng hơn thì sẽ có các đối tác của Microsoft hoặc sẽ thực hiện hỗ trợ cho mình triển khai. Chi phí mà đến tay mình nhé, đến tay tổ chức phi chính phủ mình nhé, đó là bao nhiêu và nhiều thì bao nhiêu như bác vừa hỏi thì cái đấy là do partner của Microsoft là quyết định và đưa ra chi phí của Microsoft thì không biết được, nhưng mà nghĩ rằng là chắc là với một tổ chức phi chính phủ về tính chất từ thiện và hay là những cái đấy mang tính chất là mình nhân đạo nhiều hơn, chắc là còn chi phí cũng sẽ không lớn đâu. Thế còn ngoài ra thì vì là cái triển khai Office 365 nó cũng rất là dễ, thì thậm chí là tổ chức của mình có thể tự triển khai được. Nếu như mà tham gia các cái lớp đào tạo, các cái khóa đào tạo của Microsoft kết hợp với các tổ chức khác của Microsoft, như Busta chẳng hạn, tổ chức các cái khóa đào tạo về TechCommerce thì hoàn toàn là mình có thể triển khai cơ bản của tổ chức của mình được, cũng có thể triển khai. Cảm ơn các bạn. Đấy là những cái dịch vụ hoàn toàn miễn phí cho NGO, ví dụ cái phần Office 365 online, các cái bảng E1 mà có Sky for Business là miễn phí, nhưng mà với mỗi NGO bình thường thì là chỉ được 50 tài khoản và được 10 các phần mềm khác nhau, tức là ví dụ Windows là một phần mềm này, Office 2016 là một phần mềm này, Office 365 là một dịch vụ này, Azure được 10 các phần mềm khác nhau. Thì đấy là những NGO bình thường. Còn đối với những tổ chức như Busta hoặc Vietnet ICT hoặc VCCI là những đối tác gọi là đối tác chiến lược của Microsoft thì chúng tôi có cái ưu đãi đặc biệt hơn, tức là làm thẳng của Microsoft thì con số này có thể cao hơn tùy theo nhu cầu. Và nếu mà các quý vị mà vượt quá số lượng 50 người hoặc là trên người thì các bạn phải mua, và cái mua này cũng được mua với giá ưu đãi. Nữa tôi nghĩ phần lớn các tổ chức NGO ở Việt Nam khá là dưới cái mức này, và ví dụ SOS thì họ lớn hơn nhưng mà họ lại là một strategic partner, cho nên họ cũng được hưởng cái gọi là cái chế độ cho strategic partner. Và cái việc cái chi phí mà các bạn mất, thứ nhất là admin fee với TechSoup không phải là Microsoft, TechSoup là partner của Microsoft, và trước đây thì TechSoup họ trả khoảng 5% cái giá trị phần mềm đấy để mua Microsoft. Nhưng mà bởi vì tôi nghe khá nhiều cái đề xuất từ các NGO là cái phí này vẫn là cao, đang tìm cách để bỏ cái phần này đi, và hy vọng nếu mà mọi cái này chưa office rồi chưa công bố, nhưng mà nếu trong năm tới thì Microsoft có thể bỏ được cái phần đi qua tiếp xúc để các NGO có thể hoàn toàn miễn phí. Thì Microsoft tôi đã đưa cái kiến nghị này lên và có được cái ý kiến khá là đồng thuận từ bên Mỹ, thì hy vọng các bạn sẽ bỏ được cái gì đấy. Nhưng mà các tổ chức NGO phần lớn đều phải tự triển khai, bởi Microsoft Việt Nam Office 365 chỉ có một em Tuấn, Azure chỉ có một anh Dũng, cho nên các anh không thể hỗ trợ 100 NGO, bởi vì ngoài cái công việc với NGO là phần gọi là phần volunteer ấy, thì các anh đều có những cái trách nhiệm với các đối tác thương mại của họ, cho nên
phần lớn dựa vào những cái training để các NGO phải tự triển khai để liên lạc với các đối tác của Microsoft. Ở đây tôi có giới thiệu hai đối tác là SPT và TSC. Họ có thể có những cái phí ưu đãi cho NGO, thì những cái này các NGO phải làm việc với các đối tác. Hoặc một cái cách nữa là các bạn có thể thuê những IT bán thời gian, bởi vì không có cái chuyển đổi nào mà nó kiểu dễ dàng cả. Các bạn cũng phải đầu tư, và đầu tư cái này Microsoft đã miễn phí cho 90% rồi, thì các bạn đầu tư cái năng lực kỹ thuật cũng là đáng thôi, đúng không? Bởi vì sau đấy cái lợi mà các bạn thu lại là vô cùng nhiều. Vì vậy thì và bạn đâu có thể nên cái việc đầu tư một IT, hoặc đầu tư IT bán thời gian, hoặc đầu tư cho các dịch vụ thì cũng rất là cần thiết. Thì đấy là cái chi phí mà tôi nhìn thấy là các bạn phải bỏ ra. Nếu tôi chỉ xin về chúng ta đã quá giờ, thì tôi chỉ xin chia sẻ một chút về vai trò của Busta trong cái chương trình này. Thì riêng đối với các tổ chức là trong hệ thành viên của Busta thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để chúng ta có thể đăng ký được với TechShop và để được là nhận được cái status là tổ chức NGO mà do cái những cái tiêu chí là do Microsoft đưa ra. Ví dụ như hội trí thức của anh, nếu như các anh cảm thấy khó khăn khi mà tự phải đăng ký trên trang web thì có thể thông qua ban hợp tác quốc tế để có thể là có cái sự hỗ trợ kỹ thuật. Và sau đó thì khi chúng ta là có được một cái mã được Facebook công nhận, được Microsoft công nhận đấy là tổ chức hội của tổ chức phi lợi nhuận đấy, thì chúng ta mới có được download về các cái phần mềm miễn phí. Thế thì các cái công việc đấy thì chúng tôi cũng đang triển khai cho các cái đội địa phương, và chúng tôi hy vọng một ngày nào đó thì như phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hải cũng nói có thể chia sẻ của Microsoft ở đây. Thì tất cả đối với tổ chức thành viên, tôi xin nhắc lại là gồm liên hội địa phương và các hội khoa học kỹ thuật ngành toàn quốc, thì chúng tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ, và thậm chí là cán bộ IT của Busta sẽ đến hội để có thể giúp triển khai các cái ứng dụng này. Đấy là trách nhiệm của Busta khi mà hợp tác với Microsoft. Và ngoài ra với các NGO thì các bạn ấy có đội ngũ tốt hơn, ví dụ như là có cán bộ IT chuyên môn thì các bạn có thể trực tiếp làm. Tuy nhiên trong quá trình làm có khó khăn hay có những cái đề xuất tổ chức mà muốn mở rộng cái lượng cao không phải 50 mà có thể cao hơn nữa, thì có thể thông qua Busta để đề xuất với Microsoft. Thì tôi cũng xin chia sẻ bổ sung thêm một chút để chúng ta cũng hình dung được, và đây mới chỉ là khởi đầu, con đường nó rất là dài, và bất kỳ sự thay đổi nào thì cũng đòi hỏi đầu tiên là yếu tố người lãnh đạo quyết tâm, và sau đó là cái năng lực kỹ thuật. Thì tất cả những cái năng lực kỹ thuật chúng tôi nghĩ là đều có thể đáp ứng được, quan trọng là chúng ta có muốn làm hay không, chúng ta có quyết tâm làm hay không thôi ạ. Và xin cảm ơn quý vị đại biểu, và sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng và kính mời phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hải có lời phát biểu bế mạc sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu. Lời đầu tiên trong lời phát biểu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay thì tôi xin gửi tới các quý vị đang ngồi đây, những người còn ở lại, lời cảm ơn rất là sâu sắc, rất là chân thành, bởi vì cái sự có mặt của các quý vị đến tận giờ phút này nó là cái để thể hiện cái mối quan tâm, và đặc biệt là sự động viên của các nhà viên tổ chức. Xin lời cảm ơn các quý vị. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã nghe 6 báo cáo và các cái phát biểu thảo luận. Thì tôi cho rằng là chúng ta đang thảo luận về một cái chủ đề công nghệ rất là hiện đại, tiên tiến và có ý nghĩa rất to lớn trong cái phát triển các tổ chức NGO nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung của đất nước. Thì khi các chúng ta biết là mới đây với cách đây chưa đến một tuần thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cái chỉ thị yêu cầu các bộ ngành, chính quyền các tỉnh thành phố trung ương là phải khẩn trương xây dựng cái cơ sở hạ tầng thông tin và chuẩn bị để tiếp cận với lại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thế thì chúng ta cũng, hôm nay cũng nghe những báo cáo về những cái tính năng của công nghệ rất là hiện đại, rất là ưu tú mà mở ra những cái cơ hội được triển vọng rất lớn. Thế thì tôi nghĩ rằng cái triển vọng lớn thì nó kèm theo những cái thách thức rất là lớn.
cho nên là chúng ta một cái nội dung lớn như thế này trong vòng sáng thì tôi nghĩ là cũng không thể giới thiệu được đầy đủ và chi tiết để cho các tổ chức chính phủ và các tổ chức thành viên của USTA tận dụng để chúng ta phát triển tổ chức và đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Thì tôi cũng báo cáo các vị đại biểu rằng là đây là một cái hoạt động thứ ba trong cái chuỗi các hoạt động trong mấy tháng gần đây trong hợp tác giữa USTA với lại Microsoft Việt Nam, và tiếp theo thì sẽ còn một số hoạt động, nhưng chúng tôi nghĩ rằng là cái tới đây sẽ tiến hành các cái hoạt động để làm sao mà triển khai lan tỏa cái ứng dụng công nghệ này đến các tổ chức, và trước tiên là các cái tổ chức thành viên và các cái đơn vị chính phủ. Thế mà qua cái câu hỏi tôi cũng đặt ra thì cũng là sự hỗ trợ của công nghệ Sky for Business. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là USTA hôm nay chúng ta nhận thấy rằng là một tổ chức khoa học công nghệ của trí thức Việt Nam, nên chúng ta không phải chỉ có mong muốn ứng dụng công nghệ nào, chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta phải đưa tấm gương, đưa cái mô hình về ứng dụng cái công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để đổi mới cái cơ chế hoạt động của mình. Thì với cái tinh thần như vậy thì cũng sẽ báo cáo với lại chủ tịch của mình dẫn trên ở trung ương để chúng ta để báo cáo các vị đại biểu. Là tôi xin một lần nữa bày tỏ cái cảm ơn chân thành tới các chủ số Việt Nam, các diễn giả đã có rất là công phu trong việc chuẩn bị cái báo cáo tại cái cuộc hội thảo ngày hôm nay, và cũng là tôi cho rằng đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong chuỗi những hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18 năm. Thế và xin một lần nữa cảm ơn và chúc tất cả các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Sau đây ban tổ chức còn một cái hoạt động cuối cùng với điểm này cho MC và tôi xin cảm ơn tất cả các đồng chí các đồng bạn. Với sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ các tổ chức trong hệ thống USTA và các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận khác, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng các cơ quan thông tấn báo chí đã đến và tham dự và đưa tin sự kiện. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các diễn giả đã có những chia sẻ rất nhiệt huyết và truyền cảm hứng cho chúng ta ngày hôm nay. Nhân đây, ban tổ chức đã có chuẩn bị một món quà nho nhỏ để gửi tặng đến các diễn giả. Xin trân trọng kính mời các diễn giả của chúng ta, anh Phạm Tiến Dũng ạ, anh Trần Anh Tuấn ở chuyên gia đến từ Microsoft, anh Đặng Thanh Tùng đại diện của VCCI ạ, xin lên sân khấu ạ. Xin kính mời các anh ạ, và xin kính mời Phó Chủ tịch Nghiêm Phú Khải, Phó Chủ tịch Liên hội Việt Nam và bà Lê Hồng Nhi, đại diện của Microsoft sẽ lên trao quà cho các diễn giả. Xin mời các diễn giả chúng ta lên luôn ạ.